Xin hỏi đại chúng là hôm nay mình học tới kinh mấy? Chúng tôi vừa đọc chú giải có một loạt, nhưng mà chính xác là như 105 hả mọi người? 105. Có phải 105 không? Dạ rồi, bây giờ mình học kinh 105. Ở đây chúng ta phải ôn lại một chút, phải ôn lại một chút về giáo lý duyên khởi. Khi mà nói đến ba hữu, tức là do vô minh ở trong bốn đế nha, do vô minh ở trong bốn đế cho nên ấy, là không có biết được mọi hiện hữu là khổ, có mặt ở đâu cũng là khổ hết, trong điều kiện hoàn cảnh môi trường nào cũng là khổ. Chính vì không biết như vậy đó cho nên khi mà chúng ta chạy theo cái thích và trốn tránh cái mình ghét ấy, trốn khổ tìm vui đó, trong cái hành trình mình trốn khổ tìm vui đó. Do không hiểu mọi sự là khổ, dù ở trong cái bối cảnh nào, vàng son dung lụa gấm vóc lụa là, hay là ở trong cái tình trạng mình là thiếu ăn thiếu mặc cùng cực đói lạnh, thì tất cả đều là khổ. Và chính vì không hiểu được cái đó cho nên khi mà trốn khổ tìm vui đó, chúng ta gọi là đi tìm những cái giải pháp mà nó cũng chỉ quẩn quanh ở trong cái chuyện mà gây tạo cái khổ mới. Gây tạo cái khổ mới, ví dụ như bây giờ mình không muốn cái cảnh sanh, mình không thích cái cảnh sanh ly tử biệt, mình không có muốn sanh ra đói nghèo xấu xí bệnh hoạn, mình không có muốn. Cho nên có hai cách. Một là mình ngay trong đời sống hiện tại mình có những cái nỗ lực bất thiện, lừa đảo lật lọng sát sanh trộm cướp vân vân để mà thay đổi cái nếp sống cho nó khá hơn. Còn có người đó, thì họ sẵn sàng chấp nhận một cái đời sống thiếu thốn khó khăn, miễn là tập trung được cái tâm tư thời gian công sức cho cái việc mà vun bồi các cái hạnh lành. Nhớ nha, do vô minh được vô để cho nên mình nó mới lòi ra hai cái hành xử như vậy. Cách một là làm ác ngay trong hiện tại để mình thay đổi cuộc sống, cách hai là làm lành ngay trong đời này để mà kiếp sau nó được khá hơn. Thì dầu là mình làm thiện hay là làm ác đi nữa, nó cũng chỉ quẩn quanh trong cái ý niệm là cầu sanh tử. Cầu sanh tử, trong cái bài giảng hôm trước tôi có nói rồi, đó là mình chưa có dịp thấy, mình chưa có cơ hội quan sát quán chiếu thấy cái sự có mặt của mình trong đời sống này, nó là một cái gánh nặng, nó nặng lắm. Vì có nó đó, chúng ta mới cầu mong cái này được cái kia, rồi cũng vì có nó mà khi mong mà cầu mà không được mình khổ. Rồi chuyện ác nào mình cũng làm hết trơn, chuyện gì cũng làm hết. Cái mà chưa có đó, thì ráng tìm cho có, chuyện ác nào cũng làm. Cái có rồi mà nó bị mất đi thì mình phải phản ứng bằng đủ cách hết. Hoặc là mình phải làm đủ cách để mình giữ cái đang có. Hoặc là khi nó mất rồi mình phải tìm đủ cách để mình tìm lại nha. Nói chung là để gọi là thỏa mãn những cái nhu cầu riêng tư, tình cảm hay là tinh thần hay là vật chất hay là tiếng tâm hay là quyền lực, để thỏa mãn những nhu cầu đó đó thì chuyện gì chúng ta cũng làm hết, chuyện gì cũng làm hết. Thì cái hữu ở đây nó có nghĩa là cái nghiệp thiện ác. Hữu đây là nghiệp thiện ác, dục hữu là cái nghiệp thiện ác mà đưa mình tái sanh trong các cái cõi dục. Thí dụ như bây giờ mình làm chuyện bất thiện thì mình sẽ sanh vào bốn cõi đọa, mà bốn cõi đọa đó nó lại cũng là trong dục giới.
Còn không nữa, mình tu tập thập thiện thì mình cũng vẫn quanh trong các cõi nhân thiên ở dục giới, thì dầu cái việc tội lỗi hay là việc lành ở trong thập thiện thì tất cả đều được kể chung là dục hữu. Có nghĩa là cái điều kiện nghiệp báo để mà quay lại sống ở trong cái cõi dục giới thì gọi là dục hữu. Cái đặc điểm của cõi dục là gì? Là sanh ra, chết đi và buồn vui. Gắn liền với năm vị trần vật chất, đó là mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân xúc chạm, đó tức là sắc thinh khí vị xúc. Cái đặc điểm của cõi dục là vậy đó quý vị. Cái đặc điểm là dầu thiện hay ác lúc nào cũng phải y cứ trên năm cái căn vật chất, gọi là dục 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 hữu nha. Còn cái gọi là sắc hữu ở đây có nghĩa là có những người họ chán ngán năm dục, cho nên là họ mới tu tập các cái tầng thiền sắc giới. Để mà chết rồi sanh về các cái cõi thấp nhất là sơ thiền, tối đa là ngũ thiền sắc giới, rồi sắp về trên đó sống hết tuổi thọ rồi thì trở về những cái chỗ thấp nhất ở cõi dục. Thì như mà mình học là, tức là đa phần cái phần lớn là tu thiền đắc thiền sanh về phạm thiên, xong rồi trở đi vòng vòng cũng cuối cùng cũng trở về cái cõi thấp nhất thôi. Bởi vì sao? Vì hai lý do. Một là cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý chúng ta đó thì nó ít hơn ác. Thứ hai là cái môi trường điều kiện hoàn cảnh để chúng ta sống thiện nó ít, nó khó hơn cái môi trường mà mình sống ác. Ra đường nhắm mắt vơ tay là mình đụng toàn người bất thiện nhiều hơn người thiện nha. Người thiện mình phải đốt đuốc để tìm, chứ còn người bất thiện thì nhắm mắt rờ là dính đấy. Cho nên một là khuynh hướng tâm lý của bản thân mình nhiều đời nó đã như vậy, nên có một kiếp rồi đó mình lắc được một tí thôi, nhờ một cái điều kiện đặc biệt rồi đó mình tu thiền đắc thiền để sanh về các cái cõi phẩm thiên. Nhưng mà hết tuổi thọ rồi mà trở về cõi người trở lại đó thì chúng ta là tiếp tục là lăn trôi lặn thập ở trong cái bất thiện. Cho nên cái sắc hữu đây là vậy, tức là cái tâm thiện sắc giới mà đưa mình về các cõi phẩm thiên ngũ uẩn. Còn cái vô sắc hữu ở đây là chỉ cho cái nghiệp vô sắc, có nghĩa là có những cái người mà chán, họ đắc được thiền sắc giới rồi họ chán, họ muốn lìa bỏ cái năm năm năm, năm trần chất ấy. Cho nên là họ mới lên lên cõi sắc, lên cõi sắc rồi họ mới chán luôn cả bất cứ một cái dây dưa nào liên hệ tới sắc pháp, kể cả đó là đề mục sắc pháp và vô thích nữa. Cho nên họ tiếp tục hướng tới cái một cái cảnh giới hiện hữu mà nó không có còn hình danh sắc tướng, mà chỉ còn một cái tâm linh tinh thần thôi. Thì cái này mình học cho biết cho thôi, chứ còn nó cũng gần như là mắt mới thì chúng ta chuyện chỉ đó là chuyện cao hơn là chuyện trên mây nữa. Thì gom gọn nội dung là bài kinh này nói cái gì, gom gọn nội dung bài kinh này nó là ngày nào mà chưa hiểu bốn đế thì nhất cử nhất động của chúng ta đều là nhân sanh tử. Đó là cái nội dung bài kinh này nha. Ngày nào mà chưa hiểu được bốn đế thì mọi nỗ lực của chúng ta đều là nhân sanh tử. Mà để chấm dứt được cái nhân sanh tử ấy thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hành trì tam học giới định tuệ nha. Cái giới học á, thì nó giúp cho mình là làm thanh tịnh thân nghiệp khẩu nghiệp, đồng thời cái giới luật thanh tịnh nó giúp cho mình hạn chế được cái dục ái và sân nha, hạn chế dục ái và sân. Cái giới đó hạn chế thôi, hạn chế cái dục ái và sân qua thân khẩu. Còn cái định á, là nó làm cho dục ái và sân tạm thời biến mất. Cái là hạn chế, còn thì là tạm thời biến mất, hai cái nó khác nhau. Giữ giới là mình hạn chế dục ái và sân. Ví dụ như là khi mình giữ giới có nhiều chuyện mình muốn lắm mà mình không có làm nữa, phải không? Cái đó tự các vị biết chứ mấy bắt tôi kể từng giới đâu mà quá nha. Có những cái chuyện mình muốn lắm nhưng mà vì giới cấm mình không có làm. Cái đó là mình hạn chế dục ái. Cái thứ hai nữa đó là chính vì mình giữ giới có nhiều cái mình muốn xóa sổ xóa dấu nên nhờ vì giới mình không không làm. Như vậy thì cái giới nó có tác dụng là đối với cái gì
hạn chế tội lỗi qua dục ái và sân, nó mới hạn chế thôi. Qua tới định học á thì nó mới tạo ra cái sự vắng mặt của dục ái và sân. À, và qua tới đó là định học, tức là cái đắc thiền, muốn định đắc thiền là anh phải gọi là vắng được hai thứ đó là dục ái và sân. Nhưng mà riêng cái tuệ học tứ niệm xứ đó thì đó là cái con đường mà chấm dứt tất cả phiền não, không riêng gì dục ái và sân. Mặc dù là cái dục ái đó, chỉ cần tu hành mà trừ được dục ái là đủ rồi, bởi vì cái đoạn đường còn lại nó giống như nước mà nó vô bán sói, nó hết đường đi rồi nó phải chảy xuống lưu thôi, nó chảy ra sân thôi chứ nó không có đi đâu được hết. Cho nên là nếu cần có những trường hợp thì chúng ta thấy Đức Phật chỉ nhắc đến có một thứ phiền não thôi, ví dụ như là dục ái, có lúc này nó thành kiến là nó một thứ một thôi, và có lúc này nó chỉ nó tâm sân này. Bởi vì một cái người mà không còn tâm sân thì người nó không còn dục ái nha. Mà không còn cái này nó có hai bước: một là tương đối tạm thời, và một cái là vĩnh cửu tuyệt đối. Thì muốn gọi là lìa bỏ được cái sự tái sanh trong ba cõi thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hành trì tam học, chứ không có con đường khác nha. Đó là bài kinh 105. Tiếp theo là kinh 106, cũng y như vậy mà tên là hữu, có nghĩa là ái, có nghĩa là cái niềm đam mê ở trong năm dục, rồi niềm đam mê ở trong thiền thiền sắc giới, và thứ ba là cái niềm đam mê trong thiền ngũ sắc. À, ở trên là chữ nghiệp nói chung, còn đây là nói là ba thứ ái. À, rồi tiếp theo là người nói về ba cái mạng. Mạng ở đây là gì? Ở đây còn có ba, tức là mạng, tùy mạng, quá mạng, có nghĩa là so bằng, so thua và so hơn. So bằng ở đây có nghĩa là tôi đâu thua gì nó đâu có hơn gì tôi, được rồi, so bằng nha, tôi đâu có thua gì nó mà nó cũng đâu có hơn gì tôi, thì đó là so bằng. Còn cái thứ hai đó là cái tùy mạng ở đây nó có nghĩa là tự ti, mặc cảm, so thua, so kém, so đo để mình thấy mình còn kém, mình thua người ta nha. Thì cái thứ nhất đó là đẳng mạng, cái thứ hai nữa là ti mạng. Đẳng mạng tức là mình thấy mình bằng người ta, mình không có thua người ta cũng hơn gì mình. Và cái thứ hai đó là tự ti mặc cảm, cho rằng mình không bằng ai. Quý vị trong rừng có thể hiểu lầm cái việc đó, tôi thua người ta thì tôi biết tôi thua chứ không, hai cái đó khác nhau nhiều lắm. Mình biết mình thua nó khác, còn cái mình tự ti mặc cảm nó khác, hai cái nó khác nhau. Rồi cái thứ ba là quá mạng, Atima này, cái này có nghĩa là mình so hơn, có nghĩa là mình thấy mình hơn người khác, mình hay hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, mình đẹp hơn người khác, mình giàu hơn người khác, mình trí thức hơn người khác, mình quyền lực hơn người khác, thì có cái lòng so đo như vậy được gọi là quá mạng nha. Quá là vượt qua. Rồi tiếp theo là kinh 107, cái gì cũng cần nói nhiều tôi nói thoáng qua thôi. Ở kinh 107 thì ngài dạy là có ba cái pháp, có ba cái pháp mà coi như là phải trừ diệt thì mới có thể gọi là giải thoát sinh tử, đó là tham sân si. Để ai cũng biết rồi nhưng mà tôi cũng phải giải sơ một tí. Tham là mình thích trong cái này cái kia, thích cho có cái này cái nọ, thích cho đừng có cái này đừng có cái nọ, được gọi là tham. Nói nôm na tham gồm có hai, là muốn cho có cái này cái kia, rồi muốn cho đừng có cái này cái kia, thì gọi là tham nha. Và ở đây bà con phải ôm lại cái bài giảng cũ của tôi nói rằng ở đời này khổ nó có hai nguồn, vui nó có hai nguồn. Vui nó có hai nguồn, là mình có được cái gì đó và mình không có cái gì đó. Còn khổ là do mình có cái gì đó và do không có cái gì đó, mình mới khổ nha. Ở đây cũng vậy, ở đây đó là tham là gì, tham là muốn được đã lành được mà còn muốn không bị nữa, muốn được và muốn không bị cái gì đó thì gọi là tham. Còn sân cái này nó cũng có hai, mới thì nói xong cái sân nó có hai, sân là sự bất mãn, một là tránh cái gì mình ghét không được gọi là sân,
Hai là theo đuổi cái mình thích không được cũng là sân nha. Sân có hai, tham có hai, ghi đi. Tham có hai là muốn được, muốn có cái này cái kia, còn cái thứ hai là muốn đừng có, muốn không có cái kia. Đó, phải học cho đủ vậy. Sân cũng có hai, đó là bực mình bất mãn vì không có cái mình thích hoặc là tránh không được cái mình ghét, thì đó gọi là sân. Còn si là sao? Si đây có nghĩa là do không có thấy được mọi sự là khổ cho nên mới thấy cái này cần bỏ đi, cái này cần rước về. Do cái si nó làm nền, cái si là sự vô minh trong bốn đế đấy. Cái si đây là sự hoài nghi, do cái si đó nó mới khiến cho mình gọi là muốn cái này thích cái kia, mà muốn là tham, mà ghét là sân, nhớ nha. Cho nên là do cái vô minh, cái si đây là vô minh trong bốn đế, không biết rằng trên đời không có gì để ước ao, cũng không có gì để trốn chạy hết đấy, nha. Mà khi mình không biết gì mình mới ước ao, mình mới trốn chạy. Mà khi ước ao trốn chạy mà không được đó, thì nó mới khổ dai dẳng triền miên. Mà không biết được mấy cái điều đó gọi là si. Tiếp theo đó, trong này ngài có ghi thế này, ngài có dạy thế này: phải tu tập cái bất tịnh đấy để bớt tham, để trừ tham, tu tập cái từ tâm để trừ sân, còn tu tập trí tuệ để trừ si. Đó là nói gọn. Ở đây tôi phải nói rõ bà con một chuyện, cái giải pháp cho cái tâm tham nó có nhiều lắm, chứ không phải chỉ có cái bất tịnh này. Bởi vì tùy cái căn cơ của mỗi người, có người hợp cái này mà người hợp cái kia. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn thuyết giảng cái kinh này thì ngài nhìn thấy cái căn cơ của các vị kheo trước mặt ngài, họ cần phải nghe nói như vậy đó, họ cần phải được nghe nói về mấy cái pháp tu á, là tu bồ đề mục bất tịnh, tu đề mục từ tâm rồi đó, là đại khái như vậy. Chứ còn thực ra nó là để đoạn trừ phiền não, dầu tham dầu sân dầu si thì cái cách nó giống nhau, đó là tu tứ niệm xứ nha, đó là tu tứ niệm xứ là cách chung. Nhưng mà ngược lại có những trường hợp người ta cần đến một cái gì đó nó cụ thể, tham tùm lum, thì phải cho họ thấy, cho họ thấy là có con đường để thoát khỏi cái tham đó bằng cách là nhìn về cái bản chất, cái thật, cái sự thật của cái thân tâm này. Hồi nó còn sống thì nó là nguyên một cái túi da dơ chứa ba mươi mấy món dơ. Còn khi nó chết rồi, mình chết lăn đùng nó rồi đó, thì trong vòng một ngày hai ngày mà nó trương sình, nó chảy nước, nó bốc mùi. Rồi cứ thế mà cái tử thi nó tự nó phân hủy qua nhiều giai đoạn, rồi nó trở thành xương xương trắng nha. Cái đó là niệm vô bất tịnh là vậy đó, tức là quán lúc mình sống thì mình sống chung với bao nhiêu thứ bất tịnh trong thân, khi mình chết rồi cái xác của mình ai nhìn cũng sợ hết trơn. Sợ đây không phải là sợ ma không, mà nó còn ớn cái truyền nhiễm, rồi ớn cái hôi hám nha, nhớ. Cho nên là muốn bớt cái tham là chuyện đầu tiên là phải thấy rằng cái thân này lúc sống nó vậy, rồi lúc chết nó vậy đó, cũng bớt được tham rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ mình thích tích lũy tài sản mà mình nhớ thì cái thân này nó dơ hầy, mà chính vì vậy cho nên nó nay còn mai mất, cho nên không phải là xương khối như chư thiên. Mà khoa học hôm nay cũng cho mình biết rằng trong một cái cơ thể sinh học nó càng phức tạp, nó càng rắc rối như nào thì cái nguy cơ mình nó bị có vấn đề đó, thì nó cũng lớn hơn, nhớ nha. Còn cái thứ hai là tu tập từ tâm, thì tôi mới nói nó có tới gọi là vô số cái cách tu tập để mà bỏ đi cái sân tâm. Nhưng mà cũng do nhìn vào cái căn tánh của chúng sanh. Đức Thế Tôn trong chỗ này nè, nghe đề nghị là tu tập cái tâm từ. Tâm từ là sao? Tâm từ có nghĩa là có cái lòng thương chúng sinh, mong ai cũng được vui vẻ, mạnh khỏe, thông minh, đức hạnh, mong ai cũng nhận được nhân lành quả lành, ai cũng có cái nhân lành, còn nhiều nhân lành tức là biết tu, quả lành tức là có được cái điều may mắn nha. Đó là từ tâm. Từ tâm là mong như người ta được sống ở trong nhân lành quả lành. Rồi còn cái thứ ba là để trọn trọn tận si ấy, thì phải là tu tập tuệ quán, tu tập trí tuệ. Trí tuệ đây gồm có ba,
À, văn tư tu nha. Văn là ráng nghe, ráng nhớ, ráng học, ráng đọc giáo lý. Thế mà mình có trí văn nhiều thì mình bớt được một mớ si, bớt đi rất là nhiều, chẳng hạn như si hoài nghi thế này, mình bớt cái phần trừ, nó có trừ trừ chỉ có thánh nhân mới trừ thôi, để tôi cho nên bớt thôi, bớt bớt rất là nhiều. Cái văn trí văn là gì đấy, mình biết, mình học hỏi lắng nghe đi. Cái thứ hai nó là tư, tư đây có nghĩa là nghiền ngẫm rồi thấm thía tiêu hóa với những gì mình đã đọc đã nghe. Đó là trí tư. Tôi nhắc lại lần nữa, tùy thuộc vào cái cách mà mình trau dồi trí tuệ mà mình đối phó được bao nhiêu cái si nha. Tôi nhắc lại, tùy thuộc vào cái cách mà mình trau dồi trí tuệ thì cái si của mình đến giảm bao nhiêu. Si đây là si hoài nghi, nhớ nha, si hoài nghi giảm. Tùy thuộc vào mức độ trí tuệ. Cho nên nếu mình bỏ đời bỏ công cuộc đời đó mình học giáo lý mà sẽ thấy mình vẫn có vấn đề như thế, là phải chứng tỏ là mình biết chừng là ở cái trí văn này. Còn thứ tư là cái biết thấm thía cái mà mình đã học đã nghe đã đọc. Còn cái thứ ba mới là rốt ráo, đó là trí thứ ba, đó là cái trí tu, có nghĩa là trí tu nó gồm có hai tu thiền thiền chỉ và tu thiền quán. Thiền chỉ là samatha, có nghĩa là có rất là nhiều điều mà nếu mà chúng ta có thiền định, chúng ta có thần thông á, chúng ta biết tới nơi đây chốn, biết bao nhiêu tình bao nhiêu. Còn cái biết của cái người không có thiền á thì thấy vậy chứ họ nhiều cũng cũng khả nghi lắm. Có thời mình thấy cái đó nó hay, có thời mình thấy nó đẹp, có thời mình thấy nó độc, có thời mình thấy nó dơ. Nhưng mà sau đó thì có lúc mình thấy ngược lại, nhớ nha. Còn riêng về cái trí tu, cái trí tu và samatha của cái người mà tu samatha có đắc thiền định thần thông đó, thì cái thấy của họ nó chắc chắn hơn. Ví dụ như bây giờ nói về quán nhân quả nghiệp báo đi, mình toàn là mình nghe học không à, mình nghe mình học mình nghe mình nói, làm ác thì bị đọa lên rồi bị khổ kiếp sau, còn làm thiện thì được an lạc đời này an lạc đời sau, thì cái đó toàn là mình nghe nói thôi, được không? Gọi là mình suy diễn chút đỉnh thôi, chứ còn không có cách nào bằng cái người mà họ đặt 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 thiền hết trơn á. Đặt thiền đặt định á, lúc mà đặt định với cái tâm tư của một người đặt định, họ ngộ họ nghiệm lên nhiều cái điều hay lắm quý vị, hay lắm. Mà đó là mới là thiền định rồi đó nha, mới là thiền định rồi đó. Còn cái trí tu thứ loại thứ hai đó là tuệ quán, có nghĩa là người ta quán sát được rằng toàn bộ cái gọi là cuộc đời của mỗi người, của mỗi chúng sinh, từ con dòi cho tới ông vua ông tổng thống, nó chỉ là cái sự quẩn quanh trong 12 duyên khởi. Nó chỉ là hành trình của bốn đế, ghê như vậy đó. Thì có tu tuệ quán mình mới thấy được như vậy, mình mới thấy được là mỗi lần mình vui buồn biết ở đây là mình đang gieo cái nhân sanh tử mới nè. Mình nhớ cái tâm tham chính là tập đế nguyên nhân sanh ra các khổ. Ngoài cái đó ra thì cái bát chánh đạo nó chính là đạo đế. Rồi cuối cùng trừ đạo ra, trừ tập đế ra đó, thì cái còn lại là khổ đế. Đừng nhắc tới diệt đế, vì diệt đế là niết bàn, mắc mớ gì trong đời sống mình hết trơn, không mắc mớ gì trong đời sống mình hết nha. Trong đời sống mình chỉ có ba đế là tôi đang nói người tu hành á, mình có tu mà tu xỉn á, chứ còn tu mà tu cà chớn thì không làm gì có cái bát chánh đạo không nha. Chỉ có hai thôi, đa phần đời sống mình đó là chỉ có gọi là khổ đế và tập đế, cứ nhớ nhiều đó. Lúc mình thích cái này thích cái kia đó là tập đế, còn ngoài cái giây phút thích đó ra thì toàn bộ đời sống mình nó chìm sâu ở trong cái khổ đế đó. Với một cái đời sống như vậy đó được gọi là đời sống có trí tuệ, mà tuệ đây tức là trí tu đó, chứ không phải tuệ đó là gì, là do học hoặc là do ngồi lý luận suy diễn nghiền ngẫm nha. Cho nên đó là để đối phó với cái si mê là dứt khoát phải có được ba cái trí đó. Rồi tiếp theo là ác hạnh, ngày giờ thì có ba ác hạnh này cần phải tránh. Ác hạnh này tức là hành động nông nổi, hành động tội lỗi đó. Thì hành động tội lỗi ở đây nó gồm có ba, đó là nhưng một chút thì như phải nói cái gì đó hại người nó gọi là ác. Nhưng mà trong kinh nó hiểu vậy thì kệ, bởi vì mình bỏ cái ý mất cái này. Bởi vì không có cái ác ý thì làm gì mà có cái hành động hay là lời nói tổn thương người khác nha. Không có, không thể nào. Anh phải có cái ác ý, và anh phải có cái ác ý thì anh mới có thể
xâm hại, nhiễu hại, tấn công, xúc phạm người khác được nha. Cho nên toàn bộ cái hành trình tu Phật có nhiều cách nói lắm, nhưng mà trong những cách nói đó có một cách đó là tu hành để mà cái giai đoạn rốt ráo nhất bỏ được ba cái nghiệp bất thiện, gọi là ba hạnh đó. Một là bỏ được cái thói quen làm ác bằng tay chân, hại người. Thứ hai nữa đó là cái khẩu, nghĩa là không có nói lời mà hại người. Hại nó gồm nhiều lắm: nói dối gạt người, nói đâm thọc để chia rẽ người, nói bằng cái lời mà tàn độc hung tợn để cho người ta phải đau lòng, người ta phải bị khổ tâm, mất ngủ, lên máu. Cái đó gọi là khẩu nghiệp bất thiện, gọi là khẩu ác hành. Cái thứ ba là cái ý ác hành, tức là những cái tư tưởng, những suy tư, những cái suy tưởng, những suy nghĩ mà có nội dung, có mục đích là hại người, thì cái đó được gọi là ý ác hành nha. Thì cái bài kinh thì mình thấy nó ngắn nhưng mà nó là hết trơn, mà pháp có nhiều rồi thôi. Chỉ cần mình lìa được điều ác là coi như đã thành tựu điều thiện. Tôi biết tôi nói là nhiều người không có đồng ý, nhưng mà sự thật là như vậy: lìa được các ác thì tự nhiên thành tựu các thiện, cái đó chuyện đương nhiên. Bởi cho nên nó trong trong kinh nó có ba câu gọi là Phật ngôn, đó là không làm các điều ác, thực hiện các hạnh lành. Mình nghe mình tưởng là rồi giữ gìn tâm trong sạch, mình tưởng ba cái này là nhau, chứ không phải. Chúng ta không có đi tu theo từng bước như vậy, mà phải nói thế này: ở cấp 1 thì ba câu này được mình thực hiện như thế nào, kém cỏi nhất. Ở cái step 2, ở bước 2, và cũng ba điều này nhưng mà mình khá hơn chút. Rồi ở step 3, ở bước cuối cùng, thì mình viên mãn đạo nghiệp, bỏ được tất cả ác và thành tựu tất cả thiện. Thành tựu tất cả thiện. Các vị có nghe không? Tôi nhắc lại lần nữa, không có phải tu bằng cái cách mà gọi là không làm các điều ác riêng rồi tiếp theo là làm các việc lành, không. Hiểu gì là hiểu nghèo lắm. Bởi vì là các việc ác với các việc lành nó gắn liền với nhau. Khi mà anh bỏ được một cái điều ác nào đó là anh thành tựu một cái thiện nào đó. Tôi ví dụ nghiệp bỏng xẻng đi. Khi anh bỏ được cái nghiệp bỏng xẻng là anh đã thành tựu nghiệp bố thí. Anh bỏ được cái tâm ganh tị thì anh thành tựu được cái tâm tùy hỷ. Anh bỏ được cái tâm sân hận thì anh thành tựu được cái tâm tâm từ bi. Anh nhớ cái đó nha. Chứ còn mà anh đừng có ba cái câu đó anh cắt khúc ra, anh tưởng là không làm các điều ác là riêng, là làm cái điều làm là riêng nó và thân. Ví dụ như bây giờ anh nói tôi, anh giữ giới, anh không có sát sanh, thì ngay trong lúc mà anh có cái ý anh không gì cái quả cái sát sanh đó là anh đã thành tựu được bao nhiêu cái hạnh lành trong đó rồi. Anh phải hiểu nhầm như vậy, chứ anh đừng có tách riêng cái chuyện không sát sanh là riêng, là công đức là riêng, phải. Mà ngay trong cái lúc mà anh từ chối cái chuyện sát sanh, trong lúc anh từ chối đoạt mạng chúng sanh khác, thì ngay lúc đó là đã thành tựu công đức rồi nha. Nó đã tránh được cái ác mà lại cũng thành tựu cái nghiệp lành ngay cái lúc đó nha. Khi mà anh niệm Phật, khi mà anh niệm Phật, cái tâm anh nó chuyên chú vào ở trong cái đề mục, thì lúc đó vừa thì mình thấy tu là tu thiền là làm lành, nhưng mà không, ngay cái lúc đó chúng ta vừa là làm lành nhưng cũng ngay cái lúc mà chúng ta chuyên tâm niệm Phật, thì lúc đó chúng ta cũng đã bỏ đi vô số cái tội lỗi. Bởi vì sao? Vì chuyên tâm mà, chuyên tâm niệm Phật thì coi như chúng ta không còn cái tâm để mà làm cái chuyện xấu khác. Như vậy thì lúc đó là mình thấy đó, khi mà làm các hạnh lành đó là mình đã tránh các điều ác rồi đó. Và khi tránh các điều ác cũng nghĩa là mình đang thực hiện các hạnh lành đó. Rồi cái thứ ba, giữ gìn tâm trong sạch, mình tưởng nó là bước ba chứ không. Khi mà mình có cái ý tránh ác là lòng mình đã thanh tịnh, khi mình có cái ý thực hiện các hạnh lành là tâm mình đã thanh tịnh. Nhưng cái mình là một điều, nó thanh tịnh ở mức nào đó là tùy cái chuyện anh tránh ác tới đâu. Tôi nói một lần nữa, ví dụ như cái người sơ cơ không học Phật pháp thì cái ác của họ đó, họ hiểu là sát sanh, trộm cướp, đốt nhà, giết người, cướp của, lật lọng, lương lẹo, lừa đảo. Thì cái đó mới gọi là ác. Thì họ chỉ tránh được cái đó thôi. Nhưng mà ở cái mức độ cao hơn thì cái ác nào không phải thô như vậy mới gọi là ác, mà chỉ cần một câu nói hoặc một suy nghĩ hại người cũng là ác, cũng là bất
thiện nha. Và tiếng Việt Nam mình nghe chữ ác nó nặng quá, thì chữ ác ôn côn đồ đó, thì nó nặng lắm. Mà chữ ác ở trong kinh Phật Akusala nó có nghĩa là bất thiện thôi nha, bất thiện. Rồi cho nên là khi mà tùy vào cái mức độ mà anh lánh ác được bao nhiêu thì cái thiện của anh nó thành tựu được bấy nhiêu, tùy thuộc vào cái cách mà anh hành thiện được bao nhiêu thì cái ác mà anh lánh được nó cũng nhiều bấy nhiêu, và cũng tùy thuộc vào cái chuyện anh tránh ác và hành thiện ở mức độ nào mà cái tâm của anh nó được cũng được thanh tịnh theo chuyện ấy, theo cái tỷ lệ thuận. Không biết có hiểu này không ta, có hiểu này không, có hiểu này không ta? Có nghĩa là tôi nhắc lại nha, tùy mức độ anh làm ác bao nhiêu, anh ngộ lộn tùy mức độ anh tránh ác bao nhiêu mà anh thành tựu mà được bao nhiêu cái hạnh lành, tùy cái mức độ anh thực hiện hạnh lành bao nhiêu mà anh tránh được bao nhiêu kẻ, xong chưa? Rồi bước bước thứ ba, tùy cái mức độ anh tránh ác, tùy cái mức độ anh là làm thì làm thiện mà cái tâm anh nó cũng thanh tịnh được bấy nhiêu. Ví dụ như một cái người không có tu tập thiền định thì cái thiện của họ nó dở cái mức là sao, là tránh cái ác tào lao sát sanh trộm cắp rồi nó nói dóc rồi đó, mới tránh được cái đó thôi. Nhưng mà cái vị mà đắc thiện mà tránh những cái ác mà mình không có lường được, ví dụ như chuyện đầu tiên anh muốn đắc sở thiền cái gì, anh phải tránh được cái chuyện đam mê trong tâm dục, đó là cái ác. Tiếp theo là sao nữa ta, anh phải đi bỏ được năm triền cái, anh mà bỏ được năm triền cái thì anh mới có thể đắc sơ, anh mới 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 đắc được cái sơ thiền, nhớ nha. Cho nên nó là cái ác của người không có tu thiền đó, thì là cái ác, ác quá nặng, quá thô, quá dơ, quá bần, quá tội đi, quá nặng nề đó, thì nó khác. Nhưng mà cái ác của cái chuyện mà lánh ác hành thiện của người đắc thiện lại khác à. Cái ác của họ nó là tụi vấn đề tâm linh tinh thần thôi. Nhưng mà lên đến cái thiền vô sắc thì sao, lên đến thiền vô sắc thì họ cái tâm họ còn thanh tịnh hơn cái vị phạm thiên sát giới nữa. Phạm thiên sát giới ly dục nhưng mà còn thích trong vật chất, còn thích trong cái hình danh sắc tướng của sắc pháp, cho nên vị nó có thanh tướng. Nhưng riêng vị phạm thiên vô sắc thì họ chán ghét, họ không còn muốn dây dưa với cái vật chất sắc pháp nữa nha. Nhưng mà chưa hết, tới cái vị mà tu tập tuệ quán ấy, là vị đó đã không có muốn làm điều ác hả? Mà vị đó cũng chán luôn cả cái điều lành. Chán đây là gì? Chán đây có nghĩa là gặp dịp thì cũng làm lành làm thiện nhưng mà không có cầu cái quả sanh tử nữa. Cái người tu tập định quán mà đúng mức rốt ráo đó, thì họ làm thiện giống như uống thuốc vậy đó. Thì là không có vui vẻ, không có ngon lành, không hay ho vậy đó. Nhưng mà đó là chuyện bắt buộc, vì có hiểu được không ta? Thì chuyện uống thuốc nó có đầu hay, nó không có cái gì mà vui vẻ ngon miệng hết, có nhưng mà nó bắt buộc phải uống nha. Thì nói vậy nó hơi nặng mà thật sự nó như vậy. Cái người mà tu tới đường xứ mà rốt ráo, họ chỉ muốn sống chánh niệm thì gặp cái dịp bố thí thì họ cũng thò tay như túi là móc ra mới là cho, gặp cái dịp mà cần phục vụ cần mới ra tay ra chân mồ đổ mồ hôi thì họ cũng giúp. Nhưng mà họ giúp là giúp vậy vì cái lòng từ bi, hoặc là vì cái chuyện nó không làm thì con được, chứ còn họ cũng có phải vì cầu cái quả sanh tử, nhớ nha. Cái này rất là quan trọng. Cho nên nó là cái tu tập đó là không làm các điều ác. Quả thân của cậu ấy nó tùy cái mức độ, chứ không phải ai đối với hạng nào mình cũng định nghĩa giống nhau, nhớ nha. Tôi nhắc lại lần nữa, khi mà mình bố thí là hạnh lành đó, thực hiện một hạnh lành thì cũng ngay lúc đó mình bỏ bớt và bào mòn được cái tâm bụng sinh. Khi mà mình gọi là chia vui với cái hay cái đẹp của người khác là mình đang bào mòn cái tánh ganh tị nha, tánh ganh tị vậy đó. Khi mà mình gọi là thương yêu một người khác bằng cái tâm từ bi, cái lúc là mình, lúc đó mình đang bào mòn cái tâm sân hận của mình nha. Rồi tiếp theo là kinh 109. Thì cái đoạn nó trong kinh này có ghi rõ nè, mình để bỏ được cái ác thì phải hành cái thiện đối lập vậy thôi. Bây giờ qua tới kinh 109, thế nào là có ba cái pháp mà cần phải bỏ đi thì mới an lạc đời này, mới được chứng thánh, rồi có thể nếu còn luân hồi thì an lạc đời sau. Đó là ba cái tài tư duy. Cái này tôi giảng rồi cho nên mình có gì để ý, tôi giảng rất là nhanh tại vì mấy cái này giảng đầu hết rồi. Dục tầm có nghĩa, tầm ở đây cái là suy nghĩ đó, suy tư là tư duy đó. Dục tầm có nghĩa là còn mong đợi trông chờ thích thú hưởng thụ trong năm dục,
sắc thân khí vị xúc mắt còn muốn nhìn, tai còn muốn nghe, mũi còn muốn ngửi mùi này mùi kia, lưỡi còn muốn nếm muốn ăn cái này cái nọ, còn cái thân thì muốn êm ái ấm êm đó. Đó gọi là dục tầm. Còn cái sân tầm là bất mãn tầm lâm, bất mãn người, bất mãn vật, bất mãn sự kiện. Bất mãn người ví dụ như là mình ghét người này, mình bực mình người kia. Còn bất mãn vật có nghĩa là gai góc hầm hố bụng sình, trời nắng trời mưa mình nhịn nổi, đó là bất mãn vật. Còn bất mãn sự kiện là sao? Đó là những cái tư duy, những suy tư mà nó hơi trừu tượng, ví dụ như là một cái quan điểm chính trị, quan điểm văn hóa mà mình không có đồng ý. Mình không có đồng ý, nhớ nha. Thì cái đó nó gọi là sân tư duy là vậy đó, sân tư duy đó là vậy. Còn cái thứ ba đó là hạ tư duy, tức là cái ý tưởng mà gọi là đập đổ, chống phá, tổn thương, xúc phạm, chà đạp, phá hủy, gây đổ nát một cái đối tượng nào đó, dầu người hay vật, thì cái đó được gọi là hại tư duy nha, gọi là hại tư duy. Nhớ cái chỗ này, chống phá, đập đổ, chà đạp, hủy diệt, thì cái đó được gọi là hại tư duy. Thì hại tư duy á, cái ba cái này đó là để muốn tránh được, muốn trừ được cái gọi là dục tư duy á, là mình phải trong đây gọi là dùng cái sức ly tâm, có nghĩa là dùng cái tư tưởng là ly dục, sống bằng cái tinh thần ly dục. Sống bằng tinh thần ly dục là sao? Không tiếp tục theo đuổi những cái mình thích nữa. Vậy thì mình nhớ một điều thế này, cái thích của mình nó là vô bờ không đáy, một đời mình theo đuổi nó liệu mình có thể thỏa mãn được nó bao nhiêu phần trăm? Mà trong khi đó cái chuyện trước mắt là trong đời sống này nó có hai chuyện, một là mình theo đuổi cái mình thích, và hai mình theo đuổi cái mình cần. Cái thời gian mà mình có được trong kiếp người nó không bao nhiêu hết, tôi nói hoài, mình trừ thời gian mình ngu và trừ thời gian mình ngủ ra, thời gian còn nó lại hết. Thời gian ngu là thời gian từ 1 tuổi tới 18 tuổi là thời gian ngu, còn thời gian ngủ có nghĩa là giấc ngủ của mình trong mỗi ngày á, từ 4, 6 cho tới 8 tiếng nha. Thì trừ cái lúc mình ngu và trừ lúc mình ngủ là thời gian còn bao nhiêu hết. Cứ nhớ như vậy đó, nó nhiều lý do lắm, nó nhiều cách nghĩ lắm, còn là quán bất tịnh, quán tử thi, quán thể trượt, vân vân. Thì nghĩ như thế nào mà để cho đối với năm dục mình không có thích nữa, thích nó mà không được là khổ, kiếm tìm nó là khổ, tìm được rồi bảo trì bảo quản là một cái khổ, mà bảo trì bảo quản mà không giữ được lại càng khổ hơn. Cứ nhớ bao nhiêu đó thôi, muốn không được là khổ, kiếm tìm cũng là khổ, tìm không được cũng là khổ, tìm được rồi phải gìn giữ cũng là khổ, gìn giữ không được cũng là khổ. Nó nguyên một hành trình rất là dài nha. Thì đó được gọi là ly dục tư duy. Rồi cái đời là thế nào là bỏ được, cái con đường nào mà để giúp chúng ta lìa bỏ được cái sân tư duy, tức là sân tâm, đó chính là mình tu tập cái vô sân, cái tâm sở vô sân, cái tâm sở vô sân trong trong tâm trong trong tâm sở hành đàm. Tu tập cái tâm nó giống như tính niệm tầm quý vô thông sân giả xả, thì cái tu tập cái vô sân đây là sao? Là phải tu tập cái tâm từ. Tu tập cái tâm từ. Tâm từ ở đây nhiều người cứ rải tâm từ rải bằng miệng không à, cứ xếp bàn lại, chắp tay, thắp ba cái hương, quỳ lại Phật, mà biết họ lại nghĩ cái gì, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là ngồi là bắt đầu niệm nguyện cho tất cả chúng sanh hướng đông đừng có quan trái lẫn nhau, hay được an vui gì đó, tất cả chúng sanh đông hướng tây, tây bắc, đông nam, tây nam, rải như vậy đó. Mà thứ nhất là miệng rải mà cái đầu họ đi đâu á, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai họ rải mà không hề hiểu là muốn rải nước thì trên tay anh phải có nước. Đây là một cái nguyên tắc rất là sơ đẳng, rất là tiểu học nha, rất là lăng tè. Có nghĩa là anh muốn rải nước thì trên tay phải có nước, anh muốn rải tâm từ thì trong lòng anh phải có tâm từ. Tâm từ là sao? Là mình thương chúng sanh khác, thương đâu có là ái nha, mà thương có nghĩa là mong cho chúng sanh khác được sống trong cái nhân lành và quả lành,
sống trong nhân lành là mong ai cũng biết tu hành, ai cũng biết tạo công đức, thì đó gọi là mong cho người ta sống trong cái nhân lành. Còn cái quả lành đó là mong cho người ta ai cũng khỏe mạnh, đầy đủ, sung túc, vui vẻ hết, không muốn ai bị khổ, thì đó gọi là bi. Còn muốn người ta được vui, được đẹp đó, thì đó gọi là từ. Vui theo cái điều tốt lành của người khác gọi là hỷ, vui theo cái nhân lành quả lành của người khác. Có nhiều người tôi biết đó là thấy người khác họ giàu hơn mình, hơn đẹp hơn mình, xài đồ tốt mình ganh tị, có. Nhưng có người khác hơn, không ganh tị cái quả lành của người khác. Người khác họ sướng bằng trời không quan trọng, nhưng mà ganh tị cái nhân lành. Nghĩa là mình mang đôi dép bằng vàng mà không ghét, mà phải ghét cái chỗ là năm nay mình làm đại thí chủ dân y đó, tự nhiên họ ghét. Có cái trường hợp đó có. Hoặc là tôi thấy tên người nào đó được nhắc đến trong cuốn kinh là mình nổi điên lên đó, thì cái đó không được nha. Mình khó bao giờ mà vui được cái kiểu gì của người khác đó. Thì cái khả năng mà vui được với điều lành thì khác, mà vui một cách bất vụ lợi nha. Vui phải là xu phụ ở đây, ở đây vui là thật sự mình cảm thấy mình gọi là có cái sự chia sẻ, dù không nói ra nhưng mà trong bụng mình vui khi mình thấy người khác được vui. Mình cũng nghĩ người ta ít ra người ta cũng biết tu, hoặc là bây giờ người ta đang hưởng cái quả cũ. Nếu mà trên thế giới này cái số người mà hưởng quả lành nó mà càng nhiều, thế giới nó bớt khổ. Đi trong trong cái hiểu này không ta, cái tùy hỷ là gọi cách niệm vậy đó. Thấy người ta sướng, người ta giàu quá, mình chỉ suy nghĩ một cái là đó là thứ nhất là người kiếp trước nó cũng tu hành, cũng trầy da tróc giấy, bây giờ nó mới được như vậy. Thứ hai đó là mình nghĩ thế này, nếu mà thế giới này toàn là mấy người mà may mắn vậy không, nó thì cái diện mạo thế giới nó sẽ khác đi nhiều lắm. Đó là cách để mình tu hành tùy hỷ. Rồi cái cuối cùng là đoạn tầng cái hại tầm là gì? Hại tầm là có tu tâm bi, muốn bỏ cái lòng mà nhiễu hại người và vật ấy, thì bắt buộc phải có tu tâm bi. Tâm bi nghĩa là không đành lòng nhìn thấy gọi là người hoặc là vật bị hư hao, bị sụp đổ, bị tàn tạ, bị héo hon, bị bào mòn, mình không có đành lòng nha. Thì cái đó được gọi là bất hại tư duy. Thì muốn có được cái này đó, muốn muốn bỏ được cái bất hại tư duy thì phải tu tâm bi. Tâm bi là không muốn người hay vật bị tấn công, bị nhiễu hại. Thì ba cái này mình thấy nó thường thường, mà tôi bây giờ tôi nói ba cái này đó là tin qua Phật pháp, nó không có tin, mà sự thật đó là như vậy. Đã, có nghĩa là thứ nhất ba cái này gom chung là chánh tư duy. Rồi quý vị nghĩ ồ chánh tư duy nó là 1/8 của bát chánh đạo, không, nói vậy là sai. Thì biết kể ra đó thì mình đọc trong kinh á, mình thấy ồ như chánh tư duy nó là 1/8. Chứ thật ra đó, cái người mà tu tập rốt ráo cái chánh tư duy cũng có nghĩa là phải tu tập trọn vẹn bát chánh đạo. Tôi dám bảo đảm như vậy. Dám bảo đảm như vậy, tức là tu mà tu tới nơi tới chỗ của chánh tư duy. Thí dụ như bây giờ hỏi chuyện ly dục tư duy nè, cái ly dục và tư duy mà tu cho tới nơi thì sao ta? Một là cấp một là nhờ ly dục tư duy mà mình gọi là đắc được thiền sắc giới, đúng không? Rồi thêm một bước nữa, nếu mà anh đắc được thì sắc giới, mà anh đi cho hết thì sắc giới là nha, anh đi hết ra, anh đi hết ra. Chỉ còn nếu mà anh đã đắc cái tam thiền thì anh cũng đã ly dục, nhưng mà cái đó chưa gọi là rốt ráo, chưa gọi là rốt ráo. Mặc dù anh đã ly dục ở tầng sơ thiền rồi, nhưng anh tưởng sao anh ly dục đến lên tới tam thiền đứng đó, anh lên tới tại sơ thiền đứng đó, lên tới nhị thiền đứng đó, vậy là cũng chưa gọi. Cũng giống như nó ly hương đi, quê tôi đẻ ở Nha Trang. Cái tôi bỏ Nha Trang tôi qua bên bên Cam Ranh tôi ở, thì cái đó cũng gọi là ly hương, nhưng mà ly cái đó nó cái ly nó cũng còn hơi nhỏ, chưa phải là ly bự lắm nha. Mình để Nha Trang mình mới ra tới Cam Ranh thì như vậy thì chưa phải ly, mà mình phải đi ra tới Hải Phòng, Trà Cổ, Bản Dốc mình ở mới gọi là ly hương. Mình có qua Lào mình ở mới gọi là ly hương, và cuối cùng mình phải định cư ở nước ngoài mới gọi là ly hương nha. Chứ còn đằng này mình để Nha Trang chạy ra Cam Ranh thì cái nó cũng ly, mà không ly lắm. Đẻ cây lại chạy lên Mỹ Tho, đẻ Mỹ Tho chạy qua chợ gạo thì cái đó cũng chưa có xa lắm nha. Đẻ Vĩnh Long mà chạy qua Cần Thơ, rồi đẻ Cần Thơ chạy xuống Phụng Hiệp, Sóc Trăng thì nó cũng chưa có xa lắm nha. Mà cái ly ở đây nó ly cho tới nơi à, ly cho tới nơi à. Do ly dục mà mình không có sát sanh trộm cắp thì đó cái đó cũng là ly dục đó, nhưng mà nó ở mức độ thấp. Do ly dục mà phải đắc thiền ghê, lắc thiền sắc giới là cái đó mà gọi là ly dục bậc trung. Còn lý dục bậc thượng có nghĩa là chán luôn cái thiền sắc giới, mặc dù
lúc đó không gọi là ly dục nữa, nhưng mà mình phải kể là cái ly dục này mới là ly dục thượng thừa. Có nghĩa là sao, giống như nãy tôi nói ly hương, có nghĩa là mình không có tiếp tục ở thành phố Mỹ Tho nữa, đó gọi là ly dục. Nhưng mà tưởng sao anh đi qua bên Cai Lậy, qua Cái Bè thì cái đó cũng chưa có xa, anh chạy qua Long An thì cũng chưa có ly lắm, mà anh phải lên Sài Gòn, anh phải ra ngoài Huế, anh phải ra tới Hải Phòng, anh phải lên tới Bắc Kinh, Vân Nam, đó mới gọi là ly nha. Chứ còn cái kiểu mà người dân chợ gạo bến Mỹ Tho thì nó gọi đâu là ly, dân Long An chạy bến Lức thì cái ly nó cũng được, nó cũng ly đó, nhưng mà ly cái đó nay mai nó đạp xe đạp về đó lại à nha. Nhớ cái đó. Cho nên nếu mà ly dục cho tới nơi đó là phải nói là đắc thánh mới thật, đúng là ly dục. Tại vì tất cả những cái ly dục của phàm phu đều là tương đối tạm thời hết, các quý vị hết nhớ nha. Rồi tại sao tôi phải xây, là bởi vì cái máy tôi để bên đây, nhiều người thắc mắc tại sao tôi không chịu xây như vậy, tôi xây như vậy thì nó ngay bằng mình là sao tôi coi cái máy được nha, tôi phải xây bằng bên đây nè. Nhớ cái ly dục đó. Rồi cái tiếp theo là cái vô sân. Vô sân nó cũng có nhiều cấp độ, vô sân mà sưng sương á, vô sân mà kèm chế tâm sân để không có sắc sanh, kèm chế tâm sân để không chửi người khác á, thì cái mới mới ly ly mới cái vô sân bậc hạ thôi. Còn bậc trung là cái gì? Bậc trung là anh phải đắc thiện, anh phải bỏ năm triền cái đó mới gọi là vô sân bậc trung. Nghĩa là anh vô sân mà ở mức độ đắc thiền, thiền chỉ đó à, thì cái đó mới gọi là vô sân. À, giống như hồi nãy ly dục cấp 1 là vì ly dục mà anh không có trộm cắp tà dâm đó, thì cái đó mới ly dục cấp 1 thôi. Ly dục cấp 2 là anh phải đắc thiền, rồi ly dục cấp 3 đó là anh phải tu tập tại quán để vĩnh viễn không còn quay lại với năm dục nữa, thì cái đó mới gọi là ly dục tốt ráo. Thì tới tâm sân quy chang như vậy, tâm sân mở cấp 1 là anh kềm chế tâm sân để mà anh không sát sanh, anh không cướp phá nhà của nhà cửa tiền bạc người ta, nó mới là vô sân cấp 1. Cấp 2 là anh phải đắc thiền mới là vô sân cấp 2, và cấp 3 là anh phải tu tập tuệ quán để vĩnh viễn không quay lui với tâm sân nữa, nhớ nha. Đó, chỉ, rồi qua tới cái thứ ba là bất hại tư duy, nó cũng y chang như vậy. Ở cấp 1, cấp 2 và cấp 3, thì ở cấp 1 là anh tiếp tục sống trong cõi dục nhưng mà bằng đã anh mắt nhẹ dễ thương, nhẹ nhàng thoải mái. Cấp 2 đó là cái sự vô hại của cái người mà còn sống cõi dục, nó chưa có rốt ráo bằng cái người đắc thiện. Nhưng mà cái người đắc thiền đó là cũng chưa rốt ráo bằng người tu tuệ quán và chứng quả thánh, và thật sự gọi là bất hại một cách tuyệt đối. Chứ còn phàm phu mình, ví dụ như nói cha nó hiện nó, cha nó tu tâm từ, chứ bây giờ vì một lý do nào đó mình trở thành người ác chứ đức mà gì lạ hết. Và cái chuyện nhẹ nhàng nhất đó là tắt thở, chuyện nhẹ nhàng nhất là tắt thở. Chứ cần tắt thở một cái là nó làm cọp beo sư tử, là nó giữ như quỷ luôn nha. Cho nên trong cái ba cái chánh tư duy này là mình tưởng là ồ chánh tư duy vậy là nó là 1/8 của cái chánh đạo, không, kể ra là nó là như vậy. Chứ nếu mà anh tu tôi rốt ráo tới nơi tới chốn, đến đầu đến đũa cái chánh tư duy thì nó chính là toàn bộ bát chánh đạo. Trong kinh ghi rất rõ, tu một cái chính là tu 7 cái còn lại, tu luôn 7 cái còn lại, mà từng cái trên 7 cái đó cũng là bao trùm mấy cái kia. Giống như định chẳng hạn, mình nói chánh định, chánh định mình hiểu nôm na là chánh định đây gồm có gọi là cận định, là sát na định và kiên cố định, đúng. Nhưng mà cái định mà định cho tu cho đủ mà có bao nhiêu định đây, nó phải có hiệp thế định và siêu thế định. Mà cái siêu thế định nó gồm có 4: tu đầu quần không giống tư đà hàm, tư đà hàm không giống a na hàm, a na hàm không giống cái định của a la hán. Là bạn nhớ cái đó nha, cái đó chỉ có cái định của a la hán mới gọi là perfect, gọi là hoàn hảo, là kiện toàn, là tinh tương bậc nhất, nhớ nha. Chứ còn mình kể kiểu mày xương xương nữa, định đây có nghĩa là đắc sơ nhị tam tứ chưa, nói vậy là nói rất là lỏng lẻo, cái quần quên cọng dây thun nó lỏng le mà được. Mà phải nói rõ cái định nó gồm có nhiều: một là định ở trong thiền dục giới, định ở trong cái thiền đấu đại sắc và vô sắc, và cái thứ ba là cái định trong tánh trí. Có được cái định trong tánh trí mới được kể là định rốt ráo. Bằng chứng là trong cái bài kinh Tam Bảo, gia ni ta phu ta đi sa ma gata, trong đó Đức Phật dạy rất rõ, ngày tán thầy tán anan tới canh nha mu sa nha đó, mu canh nha đó, tức là cái định mà gắn liền
với thánh trí thánh đạo, cái định đó để Đức Như Lai ngài mới kể tới. Chứ còn cái định mà còn phàm phu thì trong một lúc nào nó cần thì ngài cũng kêu gọi mình tu tập, nhưng mà chúng các vị hiểu mà Đức Phật không có muốn mình dừng lại ở bất cứ nơi đâu trong cái cuộc tử sinh này. Khi ngài khuyến khích mình tu tập thiền định là ngài muốn mình lấy cái thiền định ấy làm cái nền tảng để tu tập tuệ quán, nhớ nha. Cho nên chỉ riêng cái chánh định thì mình tưởng ồ chánh định có nghĩa là một phần trong tám bậc chánh đạo, sai. Chánh định nếu mà hiểu cho rốt ráo đó, cái định nó gọi hiệp thế định và siêu thế định, định phàm và định thánh, nhớ nha. Cho nên là chánh niệm cũng vậy, nói chung là cả bát chánh đạo một chánh một thôi, mà tu cho tới nơi tới chốn thì dứt khoát nó phải đủ luôn, nó gồm luôn bảy cái kia nha, nhớ cái đó. Chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng cũng y chang như vậy, có nghĩa là ở nhiều cấp, nhiều cấp chứ không phải chỉ có một cấp. Rồi tiếp theo đó là ba thứ gì, rồi tưởng y chang như vậy, tưởng rồi giới cũng y chang như giới. Rồi cái tiếp theo nó là 112. 112 y chang như trời chang như cái phần đã giảng, tức là ở đây có ba cái pháp tà kiến mà mình phải bỏ. Nói chuyện với bà con không có đọc chú giải mà mấy cái này mà tự bà con hoặc bà con tưởng tượng ra đó, nó kỳ dữ lắm các bà con biết không. Ví dụ như bà con thấy cái chữ gọi là thỏa mãn kiến là cái gì trời, thỏa mãn kiến là cái gì, rồi tùy ngã kiến là cái gì, rồi đã vậy thỏa mãn kiến kể riêng, rồi cái tùy ngã kiến, rồi cái tà kiến mà. Thôi tôi thấy bây giờ nó thị phi quá rồi, tôi không biết tại sao người ta thù tôi đến mức mà coi như lên tới óc luôn, chống phá đủ điều mà người ta thiết tha kêu gọi tôi là từ bỏ ba chuyện thôi thì tôi sẽ được yên. Một là đừng giảng kinh tạng nữa này. Hai nữa là lìa bỏ Kalama và ba đừng có in sách nữa, rồi họ mở một đơn, nếu làm được cái thứ tư thì họ ủng hộ, đó là lìa bỏ tất cả những cộng sự mà đang làm việc chung với tôi. Mà tôi còn tôi suy nghĩ hoài, nếu mà mình bỏ lớp kinh tạng thì tôi không dám nói, tôi tuyệt đối không dám nói thì với một mình tôi giảng kinh tạng được, nhưng mà ai làm, những cái vị mà có sức làm thì họ đều bận rộn nhập định hết, theo tôi biết đều là những cái vị đắc định hết, những cái vị mà có dạng mình kinh này bây giờ họ vô núi họ đại định hết, hoặc là có những vị mà đại định tại phố hay gì đó, họ không chịu sức định đấy mà họ dạy. Chứ nếu mà trong bà con trong nước mà nước mà thịnh được cái vị đó sức định đấy mà dạng kinh thì quá tuyệt nha. Tôi không có định tuệ vậy trơn, cho nên mình cứ quẩn. Mà bây giờ bà con thiết tha quá, bà con thiết tha kêu tôi bỏ bỏ lớp kinh tạng, bỏ cái calame gì, bỏ hình sách. Bây giờ mình quay lại 112. Cái thỏa mãn kiến là cái gì? Vấn đề nó là chỗ đó. Thỏa mãn kiến bà con ghi giùm tôi nha. Alo, cô giọt mưa, cô ghi giùm tôi chưa? Rồi, đúng. Ghi giùm tôi nhanh nha. Assa đã đích thí. Assa đã đích thí gọi là cam vị. Assa đã là vị ngọt, gọi là cam vị kiến. Nhưng mà ở đây mình phải dịch tới Assa đã đích thí, khỏi dịch cho nó mệt, mình để là thường kiến giùm tôi. Assa đã đích thí ở đây nghĩa là thường kiến. Alo, cô giọng mưa ghi giùm tôi được không ta? Cô để thế này, Assa đã đích thí là thường kiến. Rồi. Atta nút đích thí cô ghi nên là thân kiến. Rồi. Đúng. Atta nó đích thí cái gì tôi có thân kiến. Atta nó đích thí là thân kiến. Còn cái tà kiến ở đây á là ám chỉ chung cho 32 để cho 62 tà kiến trong trong kinh Phạm Võng Trường Bộ. Cái tà kiến trong cái bài kinh này này là chỉ chung cho 62 cái tà kiến trong kinh Phạm Võng Trường Bộ nha. Thì cái phần đó là nay mai gì mình cũng phải in. Trời, cảm ơn nhiều. Đó, nhớ nha. Chứ còn cái bản tiếng Việt đó thì mệt lắm. Bản tiếng Việt là thỏa mãn kiến. Đây, có cái thỏa mãn kiến. Rồi tùy ngã kiến.
Bây giờ mình mới giải thích là thường kiến là sao. Thường kiến nó gồm có ba nha. Một là tin rằng nó có một cái tôi trong hình thức một cái linh hồn hay là một cái bản ngã mà nó đi từ đời này sang đời khác. Cái thân này đó, nó có bề gì nó giống như cái lồng chim mà bị hư, bị xúc ra đó, rồi con chim ở trong cái lồng nó bay qua cái lồng khác. Có nghĩa là có một con chim mà nó đi từ cái lồng này qua cái lồng khác. Mình tin như vậy, mình tin có một cái tôi, có một cái linh hồn mà nó đi từ cái kiếp này sang kiếp khác, từ cái hình này này sang hình khác. Vậy thường kiến cái đầu tiên là gì? Là tin có một cái tôi bất tử, thường hằng, vĩnh cửu, tồn tại xuyên suốt qua mọi không gian thời gian. Tôi đọc chậm như có ghi kịp không? Cái đầu tiên, cái thường kiến đầu tiên là tin tưởng có một cái tôi, nó trường cửu, nó hằng tại, nó bất biến, nó lưu chuyển, nó lăn trôi từ cái đời này sang kiếp khác, theo cách của một con chim mà bỏ lòng này sang lòng khác, nhưng vẫn là con chim ấy. Rồi cái thứ hai là tin có một cái cõi vĩnh an, Tây phương hay là thiên đàng. Ở đây tôi không có ý bài xích, nhưng mà có rất nhiều bà con hiểu lầm như vậy. Một cái cõi mà vĩnh hằng, mà theo trong kinh điển mình ghi rất rõ là không hề có một cái cõi nào gọi là vĩnh hằng. Cái nó không có vĩnh hằng, chỉ có cái nghĩa trang vĩnh hằng nha, thì ở Việt Nam mình có, chỉ có cái cõi là không có cõi vĩnh hằng nha. Mình tin là có cái cõi thiên đàng nào đó, quả ngục đời đời, thiên đàng vĩnh cửu là không nha. Trong kinh nói chung là Đi Đàm nói riêng là không hề nhìn nhận có cái chuyện đó, không có cái cõi nào mà vĩnh hằng đó. Nhưng mình ráng mình tin có một cái cảnh giới vĩnh hằng. Cái thứ ba là tin vào cái sự hiện hữu, cái sự tồn tại của một cái đấng gọi là chí tôn, cái đấng sáng tạo muôn loài, an bài mọi thứ, không? Tin tưởng có một cái đấng chí tôn sáng tạo muôn loài, an bài mọi thứ, thì cái đó được gọi là ba cái đó cộng lại gọi là thường kiến nha. Thường kiến. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Thân kiến là cái gì? Thân kiến là thấy rằng là cái thân tâm này là của mình chính là cái thân tâm này. Buồn vui này là của mình đang có buồn vui. Kinh nghiệm kiến thức này là của mình có rất nhiều kinh nghiệm kiến thức nha. Những cảm xúc này là của mình, tâm trạng này là của mình, những thiện ác này là của mình nha. Đó, tức là đem gắn liền cái tinh thần mà hôm qua mình mới học đó, là A-hang ba tinh thần đó là tâm ma gia. Cái đó tôi làm, tôi là người hành động nha, biết cho tôi đi. Tâm ma gia, tôi là người hành động thiện ác, đúng không ta? Rồi thứ hai, Ahankara, tôi là người thế này thế nọ. Cái thứ ba là Mamankara, cái này là của tôi là chủ cái này đó. Nhớ ba cái này: tâm maya, ahankara, thứ ba nó là mamankara, ta gọi là thân kiến đó. Còn cái 62 tà kiến là gom gọn lại 62 tà kiến là gom gọn ba trường hợp nảy sinh trong đời. Hiểu không ta? Một là gì ta? Một là
vào suy diễn luận theo cái trình độ bản thân. Cái thứ hai là do dựa vào cái trình độ tu chính, do dựa vào cái trình độ tu chính tưởng điều mình thấy bằng thần thông là sự tuyệt đối. Cái số ba là do nghe lại từ cái thuận giống đó là kẻ sáu thứ hai là kiến mà trong đó gom gọn lại là có ba cái lý do thôi. Một là do suy diễn tưởng tượng lý luận theo trình độ bản thân, cho nên nó trong kinh đó, Nam kinh Phật dạy điều kiện cho tà kiến nằm trong hai điều. Một là gì ta? Một là paragosa. Paragosa có nghĩa là sao ta? Do tác động từ người khác. Rồi cái số 2 là gì ta? Ayo miso manasikara là do tự mình suy tư không hợp lý, không đúng mức. Các vị có nghe không? Cho nên trong kinh Đức Phật ngài mới dạy đó, mà trong ba cái điều mà tôi vừa nêu đó, thì nó cũng nằm gọn ở trong hai điều này, có đúng không ta? Alo, ba cái điều mà được nêu trong kinh Phật giảng nó cũng chính là hai cái điều này phải không? Trong ba điều đó là gì? Trong đó nằm trong ba điều đó, nó hết hai điều là của mình rồi nha, trong đó hai điều của mình rồi, nhưng mà trong kia là ghi rõ hơn. Ở trong đây, ở trong trong tăng chi thì ngài chỉ kể có kể đơn giản thôi. Ngài nói ở do ở vô đi số manasika đó, do mình suy tư không đúng mức, không có hợp lý thì mình mới nghĩ mình mới có ngộ nhận này nọ, tức là do mình suy tư không đúng mức. Nhưng mà riêng ở trong kia ngài mới chia cái không đúng mức là sao. Không đúng mức là cái hai, một là mình ngồi suy diễn tưởng tượng lý luận bằng cái nền tảng kiến thức của mình đó. Còn cách hai là có tu chứng, có sở chứng, có sở đắc, không chứ phải tưởng tượng. Ví dụ những cái gì mà cái vị mà đắc thiền họ thấy, người ta hoàn toàn phải tưởng tượng nha, họ thấy rõ ràng rằng có đời sau kiếp khác, có cõi trời, có địa ngục, có các loài khuất mặt, có kiếp trước kiếp sau, có nhân, có luân hồi, có nhân quả báo ứng, họ thấy hết. Chỉ có một cái là họ tiếp tục tài kiến trên cái nền tảng xuất sắc ấy nha. Mà chúng ta trong chúng ta cũng có thấy rồi nha, có nghĩa là có biết bao nhiêu người họ cũng là bác sĩ, nhưng mà họ có những cái sai, những cái ngộ nhận cực kỳ nghiêm trọng về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo nha. Chứ đừng có nói với tôi là mấy thằng dốt, mấy thằng thất học nó mới nghĩ bậy, chứ mấy trai trí thức làm gì. Không, trí thức nó có cái kiểu ngộ nhận kiểu của trí thức. Có biết bao nhiêu người, bây giờ nói trước ẩm lầm đi, có biết bao nhiêu trí thức Việt Nam đứng về phía lý tưởng cộng sản của miền Bắc, có biết bao nhiêu trí thức lại đứng về phía cái tinh thần quốc gia của miền Nam? Cả hai bên bên nào cũng trí thức trùng trùng. Thí dụ mình nói luôn, thí dụ như là ôn 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 Thiện Châu ở bên 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 Pháp,
lúc đó ông du học ông cũng là cộng sản nằm vùng, ví dụ như vậy. Rồi giáo sư Hoàng Xuân Hãn, rồi ông giáo sư Trần Văn Khê, với trí thức như vậy họ vẫn có cảm tình với miền Bắc. Rồi ngược lại trong Nam mình thấy như giáo sư Trần Ngọc Ninh, rồi ông Lê Tôn Nghiêm, rồi ông Kim Định trí thức, là Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, rồi nào cũng toàn là trí thức của miền Nam. Rồi biết bao nhiêu trí thức di cư, như là cái nhóm sáng tạo, như là ông gọi là mấy cái ông nhà văn như Mai Thảo, rồi Tạ Tị, rồi mấy tay là từ miền ngoài vào. Cho nên là trình độ nào thì họ cũng có cái kiểu ngộ nhận của cái trình độ đó. Đây tôi không nói ai đúng ai sai, mà tôi nói phe nào cũng có trí thức đứng chung với chẳng đó. Cho nên Tào có một câu thế này: Khổng Tử còn có người chống, Đạo Chích còn có người theo. Đạo Chích là một cái tay mà coi như là cái chữ Đạo Chích là nhiều người tưởng lầm, họ hiểu Đạo Chích là ăn cắp chứ không phải. Thật ra Đạo Chích là tên của một cái tay mà đại tướng cướp, giống như Từ Hải vậy đó, thời xưa thời Khổng Tử cũng có tay gọi là Đạo Chích. Rồi sau này mới lấy cái chữ đó họ gọi chung cho cái vườn trộm đạo, cũng giống như cái chữ Sở Khanh ấy. Thật ra họ người họ Sở tên Khanh đó, nó cũng giống như cái tên Toại Khanh vậy thôi, nó không tốt không xấu gì hết. Nhưng mà nó xui là ở trong cái chuyện Kiều ấy, cái chuyện mà Sở Khanh làm nó kỳ quá đi, cho nên từ đó về sau người ta mới lấy cái tên Sở Khanh đó, người ta gọi cho những người mà có cái sở hành, có cái hành trạng giống như là Sở Khanh, rồi họ mới gọi những người đó bằng cái tên là Sở Khanh nha. Sở Khanh là cái người lừa tình lừa tiền, được việc xong là quất ngựa truy phong, ví dụ như vậy. Nhưng mà thật ra cái đó là lời gọi theo điển thôi nha. Cho nên ở đây thì mình thấy là Khổng Tử còn có người chống, Đạo Chích còn có người theo, là vậy đó. Thì ở đây đó mình thấy đó là cái tà kiến đó, nó gồm có ba. Tà kiến gồm có ba, đó là cái tà kiến mà ba trường hợp đó, nhiều cách kể lắm. Kể hai là thường kiến, đoạn kiến, nhưng mà cái ba là cái tà kiến mà do mình tưởng tượng suông, lý luận suông. Thứ hai là cái tà kiến nó đến từ cái gì, từ cái kết quả tu chứng mà nửa vời chưa đến đúng mức đó. Nhưng mà phải kể riêng, không được kể chung. Cái loại thứ nhất là cái loại gọi là tà kiến văn phòng, tôi gọi là tà kiến văn phòng, tà kiến nông thôn, tà kiến tiểu thủ công nghệ nha. Nhưng mà cái tà kiến thứ hai là tà kiến gọi là cao cấp à. Tà kiến này là do người ta có tu chứng, có trình độ, có sở đắc, có sở chứng đàng hoàng đó, nhưng mà chưa tới nơi. Còn cái tà kiến loại ba đó, tức là do ai đó nhồi sọ tuyên truyền nhồi nhét tẩy não, tức là nghe nó nói hay quá rồi chạy theo nó luôn, nó nói sao nghe vậy nó nói bậy nghe luôn. Mà tôi nói không biết là bao nhiêu lần mình ăn uống mình phải cẩn thận, mình sợ bị dư cao ảnh hưởng đến tăng xong đến tiểu đường, rồi cholesterol, tim mạch, rồi gan, rồi thận, rồi bao tử tùm lum. Ăn uống thì rất là cẩn thận, nhưng mà tại sao những thứ mình dọng vô cái đầu của mình đó, tại sao mình lại bất cẩn là sao? Mình rất dễ dàng bị người ta tuyên truyền, rất là dễ. Tôi xin thưa với bà con, cái chuyện đó nó lớn lắm, lớn chuyện lắm, cái điều đó nó lớn chuyện chứ không phải nhỏ đâu. Cái chuyện mình dễ bị dụ. Tại sao kiếp này đó biết Phật pháp thì mình bị dụ nhẹ, bị dụ la ra những chơi thôi. Nhưng mà cái tấm bị dụ nghĩa là mình không có dùng cái đầu mình để mình suy nghĩ á, thì ở đời sau sinh ra đó mình bị dụ như nó còn nghiêm trọng hơn. Ví dụ như nó kêu ôm bom tự sát cái đi nghĩ sao, nó chỉ cần nó nói là bây giờ đó là nghiến răng nghe, chịu đau có 3 giây à, là về lên ở cái đấng Allah đó, cái bị nghĩ thì sao đấy. Mà từ hồi nhỏ là mình đã nghe cô chú người lớn rồi, nó nói cái đó rồi, mà cái đầu mình không có để suy nghĩ mà để đầu nó. Bây giờ lớn lên mình nghe nó nói hay đó, nó nghiến nghiến răng mà nó đâu kịp đau, nó nhanh lắm, nó hốt nghe nó 3 cái thần kinh mà chịu đau đó, nó làm việc chưa kịp nữa. Nó hốt cái rét cái ầm phát là coi như đứt ngang, gọi là cái đầu bay mất đâu có đau nữa, mà trong khi mất 3 giây là về với Thượng Đế Chí Tôn để đời đời hưởng lạc bất tử vinh quang. Thì cái vị nghĩ của mình có nên ôm bơm hay không đó, nên ôm bơm hay không. Thì khi mà nó tuyên truyền như vậy mà cái đầu mình không biết làm việc, thì cái việc tưởng tượng, một là mình chết oan, hai là mình đọa, thứ ba nó là để lại cái tiếng ngu đó, nó khổ. Anh hùng cũng thấy, mà thấy anh khùng thì có. Cho nên là cái thói quen mà dễ bị dụ, thói quen nó độc dữ lắm,
mà cái này em chịu xài mà cứ thấy em nên như thế, cái đại thi nó gương vậy. Rồi bây giờ tiếp theo kinh 113, kinh 113 là cái gì ta? Kinh 113, một là bất lạc, nghĩa là hại bi phi pháp hành. Cái này mà không có đọc chú giải là hiểu chết liền. Bất lạc ở đây là arati, arati thì bất lạc, bất lạc có nghĩa là bất mãn. Tha nhân, arati đây nghĩa là bất mãn tha nhân, nghĩa là sao? Có nghĩa là mình luôn luôn và luôn luôn là có cái cớ để mà mình bực mình người khác. Luôn luôn mình có cái cớ để bực mình người khác, mà đặc biệt cái nổi bật của cái này là gì? Bất nói đặc biệt cái đó là gì? Là thấy người khác được cái gì hay ho đó là ghét. Nhưng mà nói chung á là luôn luôn bất mãn người khác. Mà cái người được tôi nhớ hình như tôi có gặp cũng hơi bị nhiều á, cái loại sống ở đâu họ cũng bực mình hết, đó là cả thế giới quỳ xuống hôn chân họ thì may ra, chứ còn để họ sống bình thường như mình họ không cách nào họ chấp nhận được ai hết. Cái lòng cũng khổ tới ngày cái mặt nhăn nhăn khiến hết kìa, không bao giờ nó vui được với ai, nó không thương được ai hết. Thì khi mình sống như vậy nên là chỉ là khổ mình khổ người thôi nha. Khổ mình khổ người. Cái bất lạc là bất mãn người khác. Là vậy đó. Cái này nếu mà nói sơ sơ thì nó như vậy, còn nếu mà nói sâu thì nó tới ngày mốt cũng hết nữa, cái gì phải văn mùng đó. Để mà nghe nói cái vụ này, cái bất lạc này nó từ đâu ra. Mình đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng mình ghét cái thằng đó là tại vì mình ghét cái tánh xấu của nó, mà mình ghét cái tánh xấu của nó là mình không có cái tánh đó. Sai, sai bé. Cái này nhiều người hiểu lầm đó, nhiều người lắm. Tự anh chuyện đầu tiên là tôi ghét nó, dĩ nhiên là tôi không ghét cái tốt nó, tôi ghét cái xấu của nó đúng không? Cái bị ngồi lý luận rồi có phải vậy không? Tôi ghét nó, tôi đâu phải là con thú, tôi ngu gì đến mức tôi ghét cái lành của nó, cái thiện của nó tôi có ghét. Tôi ghét cái bất thiện của nó, tôi ghét cái nết, cái thói xấu của nó. Đó, ai cũng nói vậy trời. Chứ không ai bị nói tôi ghét cái tánh hào sảng của nó, tôi ghét cái lòng ngoan đạo của nó, tôi ghét cái đức tin của nó, tôi ghét cái chánh niệm của nó, tôi ghét cái trí tuệ của nó, không có, mà toàn là ghét tánh xấu của ta không. Đó là chuyện thứ nhất. Mình nói ra là tôi ghét nó là tại ghét cái tánh xấu của nó, cái tánh nó vậy 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 vậy. Và khi mà mình đã kích người ta nên mình nói xấu người ta, mình ghét người ta đó, vì cái tánh xấu đó, vì cái thói xấu đó đó. Thật ra chắc gì mà mình không có, chắc gì thì mình nói cái thằng đó nó kẹo, chắc gì mình cũng kẹo, coi chừng nó có được hợp gì mình quá kẹo, cho nên mình mới hiểu thằng kẹo nó kỹ như vậy, biết đâu ra mới hiểu không ta. Đó, cho nên cái bất lạc cái đầu tiên này là gì? Khi anh không được an lạc thì anh không có cam tâm mà nhìn người khác an lạc, nhớ nha. Đó, cái chuyện nó lớn chỗ đó. Khi anh không có được an lạc thì anh mới bất mãn người khác. Vậy cái vấn đề ở đây á là gì? Tại sao anh không an lạc? Đó, tại sao anh không an lạc? Khi mà anh không an lạc, anh mới đem cái không an lạc ấy anh trút lên người khác nha, anh trút lên người khác, anh tấn công bằng đủ cách hết, đủ cách hết. Đó là vì sao? Là vì trước hết bản thân anh không có an lạc. Tây có một câu rất là hay: khi mà mình có lòng hại người nó giống như là mình uống thuốc độc mà mình muốn người ta chết vậy. Có nghĩa là chưa biết ai chết mà chuyện đầu tiên khi mà mình sống, mình thức, mình ngủ với cái lòng hại người đó, chuyện không là mình đã không an lạc rồi. Đấy, khi mình sống với cái lòng bất mãn người khác, dù cái bất mãn đó là theo mình nó là hợp lý hay là vô lý, thì hễ còn để tâm nghĩ đến người khác bằng cái sự không an lạc thì chuyện đầu tiên là mình không an lạc, mà thứ hai hành động nào suy tư nào mà nó bắt nguồn từ cái tâm trạng không an lạc thì chắc chắn cái quả báo của nó cũng là không an lạc, nhớ nha. Tại sao mà mình ghét người đó quá ghét? Cái chuyện mà người đó nó có xấu hay không thì trời biết, nhưng mà chuyện đầu tiên là bản thân mình không an lạc và bản thân mình không có tốt. Các vị tận mắt các vị thấy cái thằng Tèo nó đi ăn cướp không,
thấy luôn, thấy nó giết người luôn. Nhưng mà một là quý vị kêu cảnh sát bắt nó, còn hai nữa là quý vị làm lơ, đó là lời khuyên của tôi. Một là kêu cảnh sát bắt nó đi tố cáo nó, hai là quý vị im lặng luôn cho nó chìm xuồng. Còn đằng này quý vị chọn cái giải pháp thứ ba là đi nói xấu, nói làm chi à, quên được thì quên nha. Và cái chuyện đầu tiên á, là mình phải an lạc trước cái đã, chuyện đầu tiên là mình phải an lạc trước. Còn đằng này á, có cái gì ngu cho bằng mình đem cái chuyện xấu của thằng tèo á, mình về mình làm thành cái cục lửa, mình bỏ vô cái túi túi quần của mình á, các vị nghĩ các vị chịu nổi không? Alo, các vị có hiểu này không ta? Mình bực mình những cái chuyện của người ta à, nghe cả con ruột của mình nó hư thì mình khuyên nó mà nó không nghe thì mình đành phải phải quên cái chuyện đó đi. À, tôi biết tôi nói gì trong trung không đồng ý, nhưng mà tùy các vị thôi, các vị phải nhớ đó. Mình nói nó không nghe thì mình phải quay lại mình lo mình chứ à, chứ có ai mà nói con nói chồng nói vợ không nghe là cái mình ôm cái cục cỏ mình vô giường mình ngủ à. Các vị nghĩ thôi, có gì ngu mà cái không, tôi gọi đó là ngu á. Cái là tự nhiên lấy cục lửa trong nhà người ta đang nhét túi quần của mình thì các vị hầm nhảy không có nhảy tưng tưng nó mới lạ nha. Nên cái đầu tiên là bất lạc là vậy, đó là bất mãn, không có thể sống chung với người khác được. Cái thứ hai là nhiễu hại, có nghĩa là sống với một cái tâm trạng thích chống phá đập đổ hủy diệt thù. Cái thứ nhất là bất mãn là đã mệt rồi, mà khoan 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 quên giảng cái này. Bất lạc là không có khả năng vui vẻ với ai, luôn luôn bất mãn người khác. Thì để đối phó với cái này thì chỉ có một cách, một đó là tu tu tâm tùy hỷ, ghi giùm tôi cái đó đi. Để đối phó với cái bất lạc này nè, thì đối phó với cái tâm bất mãn tha nhân ấy, để đối phó cái tâm bất mãn tha nhân thì ta phải tu tập tùy hỷ nha. Tùy hỷ mở một đơn, tùy hỷ là cái gì, là mudita, ghi giùm cái đó nha, mudita. Rồi cái thứ hai là để bỏ đi cái lòng nhiễu hại người khác thì mình phải tu cái bất hại. Bất hại đây tức nghĩa là, bất hại ở đây là tâm bi mẫn karuna. Dạ, cảm ơn, ghi giùm tôi 4 cái nha. Định nghĩa luôn, tâm từ á, là muốn người được sống trong nhân lành quả lành. Nhân lành tức là tu hành tâm tốt rồi đó, nói chung nhân lành quả lành. À, thứ nhất, tâm từ là muốn người ta được sống trong nhân lành quả lành, còn tâm bi á, là muốn cho người ta đừng có sống trong nhân xấu quả xấu nha. Ghi giùm tôi cái đó đi, chứ không thôi mệt lắm ạ. À, mất quên nữa. Tâm từ là muốn cho người ta được sống trong nhân lành quả lành, không muốn người ta vừa vui vẻ mà vừa biết tu, đó là tâm từ nhân lành quả lành. Tâm bi á, là muốn cho người ta đừng có sống ở trong cái nhân xấu quả xấu, phải ghi rõ như vậy đó. Chứ tôi sợ nhất là Phật tử đi chùa 80 năm mà hỏi từ bi hay xả là gì, nói tầm bậy tầm bạ, nó vừa xấu hổ cho đạo, mà thêm cái đầu mình nó như vậy là mới mốt rồi làm sao mà trồi lên mà học đạo được hả? Cái này giáo lý nó nằm ngay chốc đem chịu học trong kinh điển thời này Phật pháp còn thì không chịu đọc, mà rồi rồi mai mốt sanh ra không gặp Phật pháp thì coi như là nó càng đi xuống nữa nha. Cho nên nó là cái tâm bi là muốn cho người ta đừng có sống trong nhân xấu quả xấu. Cái thứ ba là tâm hỷ, là vui khi nhìn thấy cái nhân lành quả lành của người khác. Cái số ba đó, số ba đó, cái tâm bi ở tâm hỷ, tâm hỷ là vui theo cái nhân lành quả lành của người khác. Tâm hỷ là vui khi nhìn thấy nhân lành của người. Rồi cái tâm xả nè, tâm xả phải định nghĩa đầy đủ, không được bỏ sót một chữ rồi đổ thừa tôi nha, không được nha, không được ghi thiếu rồi đổ thừa tôi. Là cái khả năng bình thản khi nhìn về mọi người. Cái khả năng bình thản khi nhìn vào mọi người à, bằng cách nghĩ về cái nghiệp riêng của mỗi cá nhân. À, nghĩ về nghiệp riêng của mỗi cá nhân. Hai chấm, ta thương họ bao nhiêu thì cũng không bằng cái thiện nghiệp của họ. Có nghĩa là mình không thể lo cho họ được bằng cái phước cũ của họ quá khứ để lại, mà ta có ghét họ bao nhiêu thì
cũng ta cũng không hại được họ, bởi vì cái phần nó đã có nghiệp ác của họ nó lo rồi nha. Nói chung là mình không cần phải là luyến nhớ ai, mà cũng không cần phải căm thù ai, là mỗi người nó đã có cái nghiệp riêng tự nó xử đó. Cái chuyện mà người ta xấu đó là chuyện của người ta, nhưng mà cái chuyện mà mình bất mãn người ta đó, đó là cái nhân xấu của mình, mà tự nhiên mình đi mình gấp lửa mình bỏ túi quần là sao nha. Cho nên cái vị mà tu tập cái xả 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 vô được tâm đó là luôn có khả năng thanh thản. Khi mà thấy người ta thiện ác hay là khổ vui, thương thì thương nhưng mà nhắm mà không giúp được đó nha, nhớ nha. Thương thì vẫn thương nhưng mà trong trường hợp giúp không được thì vị đó vẫn có khả năng, phải tôi kêu ghi đầy đủ đó, là phải có khả năng thanh thản. Khi mà bằng cách là nghĩ về cái nghiệp lý của mỗi người đó, phải có khả năng đó. Anh có lòng thương người bằng trời nhưng mà anh không có khả năng thanh thản, tôi đã gặp rồi, tôi thấy người khổ thì anh khóc rồi. Cái đó mới vô duyên dữ dội đó nha, thấy khổ quá cái họ kể tôi nghe cũng khóc nữa, nói trời ơi chú ơi về nước trời ơi thấy cái gia đình gì đâu gieo nhóc, nhà to anh thấp tè mà có ba bà cháu, bố đi tù bà mẹ thì xì ke nghiện ngập, để cho bà nội bà ngoại ở nhà với mấy đứa nhỏ có ba bà cháu vậy đó. Rồi tụi nó đâu có học hành thì nó bán vé số, mà coi như đôi dép của nó bằng dép nhựa tổ ong nó sư, rồi nó đứt rồi nó lấy kẽm nó ràng lại, mà trời ơi bữa con đi thăm con nhỏ cháu, rồi tình cờ con chợ nhỏ cháu nó mở cửa cổng đi vô con nhìn cũng thấy khổ quá, vô hỏi kỹ rồi gia cảnh vậy trời ơi mà biết giúp làm sao, bây giờ cho tiền nó thì má nó về lấy hết, còn các chuyện trộm vô nó lấy, mà mình thứ hai nữa là mình cho bao nhiêu cho đủ, mình cho nó giờ cho nó 5-3 triệu thì sao đủ xài, mà cho nhiều thì mình cũng ngán. Rồi cái kể gì tiền khóc rồi. Thí dụ như vậy thì tôi nghĩ không nên, tại vì thương tôi cần quý vị thương tôi cần quý vị giúp tôi, chứ tôi không muốn quý vị ứa nước mắt khi nghĩ về tôi, nhớ về tôi, bởi vì cái đó tôi ăn không có được. Thứ hai nữa là khóc đó là cái rất là bất thiện, quý vị hiểu không? Cho nên là cái thứ tư này là cái khó tu nhất, có nghĩa là anh có khả năng thương người, anh có khả năng bao dung, cái gì cũng có hết. Nhưng mà có đặc biệt cái khả năng thứ tư là anh trong trường hợp cần thiết thì anh phải có khả năng thanh thản khi mà nghĩ về cái định nghiệp riêng của mỗi người nha. Có nghĩa là ta thương họ cỡ nào đi nữa thì ta cũng không lo cho họ bằng cái thiện nghiệp của họ, mà ta cũng không cần phải ghét ai, bởi vì mỗi người đã có cái phần nghiệp ác của họ, nó tự lo cho họ rồi, không họ đối phó với cái hình cái ác của họ là họ đã bở hơi tai rồi, họ đã tối tăm mặt mũi rồi, cái cần mình ra tay nha. Nên mình không cần phải ghét ai, cũng không cần phải là ái luyến ai, cái chuyện là chuyện căn bản là mỗi người có cái nghiệp riêng đấy, là như vậy đó. Rồi tiếp theo là cái hại thì đó là phi pháp hành. Phi pháp hành ở đây là Appamacariya, là chỉ cho gì ta, thập ác nói chung thập ác nói chung, thân tam khẩu tứ ý tam. Thập ác là gì ta, à quên nữa quên nữa, muốn trừ cái hại tư duy thì phải tu cái gọi là tâm bi nha, còn muốn gọi là tu cái muốn muốn trừ cái phi pháp thì phải tu cái muốn trừ cái pháp hành đó thì phải gì? Tu thiện thì làm hành nó đang cái nó sang nó vậy đó, muốn trừ phi pháp hành mở đơn thập ác thì phải tu thập thiện, phải ghi như tôi vậy đó, phải có cái thằng hoạt đơn thập ác nha, thì phải như vậy đó, rồi phải ghi như vậy, tấm lên đó phải ghi rõ như vậy nha. Rồi thì cái thập ác là cái gì, mình cứ nhớ là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam có nghĩa là sát sanh trộm cắp tà dâm, nó là thân tam, còn khẩu tứ có nghĩa là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác và nói vô ích nha.
Sát đạo danh là ba thân nghiệp ác, không giữ, nghiệp hướng luận là xấu ác nghiệp. Định nghĩa rồi, vọng ngữ là nói dối, lưỡng thiện là nói thâm thâm, ác ngữ có nghĩa là nói cái lời nặng nề thô lỗ làm cho người ta đau, gồm có mắng chửi nha, thô lỗ mắng chửi hung dữ. Và cuối cùng cái phím luận là nó vô ích. Nhưng mà bây giờ là tôi lỡ tay tôi biết tiếng Hán rồi mà không biết là tiếng Việt giùm tôi đi, một là nói dối, hai là đâm thọc. Biết tiếng Việt giùm á, lô cái rung này nó cũng ác lắm, mà cái rung này ác lắm, rung này ghi rung đỏ mốt rồi cha 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 Nguyễn Lân nữa. Ghi tiếng Việt là giùm tôi, vọng ngữ là nói dối, lưỡng thiệt là no. Số 1 là nói dối, số 2 là đâm thọc, số 3 độc á, số 4 vô ích. Rồi đúng rồi đó, đó là thân tam khẩu tứ. Còn ý tam là gì ta? Tham ác sân ác tà kiến ác, cái ý ác nghiệp á. Thầy tha mát sân ác tà kiến đúng không ta? Rồi chính xác đúng rồi đó. À, thì muốn bỏ mấy cái này đó thì sao? Thì phải tu cái thập thiện. Cái thập thiện này nó có hai nghĩa. Rồi. À, tập thiện ở đây có hai nghĩa. Một, tránh thập ác á, là tập thiện. À, nhớ cái đó nha, tránh thập ác á, trừ thập thiện. À, tránh thập ác á, thì nó đã là tập thiện rồi. Rồi cái nghĩa thứ hai đó, tập thiện ở đây là chỉ cho bố thí trì giới, cho nên cái định nghĩa một, tránh thập ác, cái tập thiện có hai nghĩa. Cái điều thứ nhất là hai, một là tránh 10 điều không nên làm, rồi cái số 2 là thực hiện 10 điều nên làm, thì cả hai cái nào rồi cũng được thực hiện hết. Thì 10 điều nên làm bà con biết không ta? Bố thí, thí bố thí trì giới tham thiền, mà tham thiền đây chỉ là cảnh định thôi nhé. Thì thập thiện là nhân sanh dục thiên đó, chứ còn mà mình kể tham thiền đây phải kể tới cảnh định nè. Bố trì giới tham thiền nữa gì nữa, phục vụ cung kính tùy hỷ nữa gì nữa,
rồi chính pháp thuyết pháp hồi hướng là chín rồi, ba là chín rồi, cái thứ 10 là điều chỉnh cái số 10 là điều chỉnh nhận thức. Số 10 đó là điều chỉnh nhận thức, nhớ nha, cái 10 là điều chỉnh nhận thức. Rồi chút là đó, cái mô hình 4 này giỏi nè. 10 điều nên làm là bố thí, trì giới, tham thiền, phục vụ, cung kính, tùy hỷ, thiết pháp, tích pháp, hồi hướng, điều chỉnh nhận thức. Đó, nhớ nha. Như vậy là bữa nay mình học được hai định nghĩa về cái thập thiện. Một là tránh điều, tránh làm điều không nên là, tránh làm 10 điều không nên làm là thập thiện. Rồi thực hiện 10 điều nó làm cũng là thập thiện nhé. Mà tại sao nó có hai cái định nghĩa như vậy, là bởi vì tùy chỗ hiểu đây. Mà bữa nay bà con không có ghi 10 cái này là cái bữa mà con đi luôn, mà con sẽ có chỗ là con nói, ủa sao kỳ vậy ta, nó khổ chỗ là sao kỳ vậy ta, mà lúc nó mất thời gian dữ lắm. Mà thật ra đó, nếu mà cái gì đi xài cái này một chút á thì nó không có chổi nhau, nó không hề chổi nhau, nó không có chổi nhau, nó không có chổi. Thì mà tránh chuyện không nên làm thì cũng là tu, thực hiện điều nên làm thì cũng là tu. Hồi nãy tôi có nói rồi, khi ta tránh điều ác cũng có nghĩa là ta đang hành thiện đó, tránh ác nó là cách hành thiện. Khi mà ta đang hành thiện cũng có nghĩa là ta đang tránh ác, mà khi ta đang hà làm ác thì có nghĩa là ta đang tránh thiện, có đúng vậy không ta? Á lu, các vị có đồng ý cái đó không? Khi mà các vị đang làm một cái chuyện ác nào đó, có nghĩa là các vị đang quay lưng lại với một cái việc thiện tương ứng, tương 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 ứng, đối xứng. Đó. Ví dụ như bây giờ tôi trộm cắp nè, có nghĩa là lúc đó tôi đang từ chối cái chuyện chia sẻ. Tôi đang từ chối chia sẻ. Khi mà tôi đánh đập người khác, có nghĩa là tôi đang gọi là làm ngược lại cái chuyện xoa dịu, giúp đỡ, yêu thương người khác. Cho nên khi mà mình làm ác có nghĩa là mình đã phủ nhận, từ chối cái thiện. Mà khi anh đang làm thiện có nghĩa là anh đang từ chối, anh đang gọi là xa lắm một cái điều ác nào đó nha. Chứ còn bà con mình chơi mà tách ra, các vị nói là không làm điều ác là riêng, làm các điều lành là riêng là không được. Đó tùy, ví dụ như một cái người hành giả tu tứ niệm xứ, một hành giả tu samatha, họ đang ngồi thiền thôi chứ họ làm gì đâu, nhưng mà ngay lúc đó là đúng là họ đang là lánh ác hành thiện và giữ tâm trong sạch rồi. Nghĩ cực kỹ cái đúng không? Tối nay về nghĩ kỹ coi đúng không? Tức là một hành giả ngồi yên, không có làm gì hết, ngồi yên, liêm nhiên, chánh niệm theo dõi hơi thở, thì lúc đó là họ đang tránh điều ác, hành thiện và giữ tâm trong sạch. Chứ lúc bây giờ họ không có phải chia ba khúc mà làm riêng được, có lúc một phát mà còn nó gom hết nha. Nhớ cái đó. Rồi tiếp theo nữa nó là 114. Đây là có ba cái pháp mà coi như đó là gọi là ba cái pháp gọi là kéo dài sanh tử cũng được, khiến mình đau khổ cũng được. Tức là có ba cái pháp mà khiến mình đời này đau khổ và đời sau luân hồi, là ba pháp này nha. Tất cả cái định nghĩa, tất cả ả pháp đều như vậy hết nha. Ba, đây là ba pháp khiến mình đời này đau khổ và đời sau sanh tử. Một là không có tri túc, nghe thì nó thường lắm, nghe nó thường lắm, nghe nó tri túc cái này tôi có nghe giảng hoài à, nhưng mà không, mình phải hiểu làm sao mà mình mới thấy cái không tri túc nó lớn chuyện nha. Phải hiểu làm sao. Tôi nói cho bà con nghe thế này: ai cũng biết ăn rau trái là tốt, ai cũng biết uống nước nhiều là tốt, ai cũng biết vận động là tốt, ai cũng biết hết rồi nha. Nhưng mà tôi xin hỏi thiệt bà con nha, bà cái biết bà con nó có đủ để mà bà con ngày ngày nghiêm chỉnh chấp hành những cái nguyên tắc dưỡng sinh hay không, đó lại là chuyện khác. Để nói hiểu không ta? Ai cũng biết là chế độ kiêng khem,
ai cũng biết cái chế độ kiêng khem như thế nào là tốt, ai cũng biết thường xuyên uống nước lạnh rửa tay là tốt, ai cũng biết vận động thể thao là tốt, nhưng mà tùy vào cái biết của mỗi người mà chúng ta có làm được ba điều đó tới đâu, coi như mình tập. Đây cũng vậy, có nhiều vấn đề Phật pháp mình tưởng mình hiểu rồi, nhưng mà cách hiểu nào mà nó cho mình là sống gắn bó, sống chết với điều mình biết. Và nó có những cách hiểu mà coi như là nó để Phật pháp một đường mà ta một nẻo nha. Cái này rất là quan trọng. Cái thứ nhất là cái không biết đủ là làm sao. Nói từ nãy tôi nói rồi đó, là ai cũng tưởng mình hiểu đó, nhưng không biết đủ là gì. Không biết đủ có nghĩa là mình không có phân biệt được cái mình thích và cái mình cần, thì gọi là không biết đủ nha. Không phân biệt được cái mình thích và cái mình cần. Chỉ cần mà anh phân biệt được cái này là cái mình cần và cái này là cái mình thích, thì tôi đã nói biết bao nhiêu lần, người không có biết đạo, không biết tu hành thì cả đời chỉ biết chạy theo cái mình thích thôi. Đó. Người biết ba mớ thì hạn chế cái thích mà chỉ lưu tâm cái cần. À, rồi lâu dần mình đi tới bước ba là giảm dần cái thích, chỉ còn giữ lại cái cần, và cái cuối cùng là chỉ giữ lại cái tối cần. Các vị còn nhớ không, cái người đó được gọi là người tri túc. Có hiểu được không ta? Alo, có hiểu không? À, buổi đầu á là mình chỉ sống theo cách mình thích thôi, rồi từ từ cái bước hai đó là mình giảm thích, chỉ lưu ý cái cần, và bước ba là chỉ giữ lại cái tối cần. À, tại sao cái đời sống bị sa môn thứ thiệt, sa môn nguyên thủy, Đức Phật thì nói là chỉ có bốn cái nhu cầu vật chất thôi, trong cái nhu cầu tâm linh thì là vô tận giới định tuệ không, nhưng mà cái ngày nào mà gọi là giới định tuệ chưa có hoàn mãn công đức không thì vẫn phải tiếp tục ngày đêm sáng tối nóng lạnh tối khác gì cũng phải nỗ lực, đi cầu đi tiểu đi tắm lúc nào cũng phải là chánh niệm tiếp tục, cũng không giới hạn. Nhưng mà riêng trong cái nhu cầu vật chất thì Đức Phật xác định trong nhu cầu vật chất, nhu cầu vật chất ấy, thì coi như là thì tỳ kheo chỉ có cần có bốn thứ: ăn mặc ở và thuốc chữa bệnh thôi. Ăn có nghĩa là một ngày đó là tùy vị mà trì hạnh đầu đà đó, nhất tọa thực đó, thì một ngày chỉ có ăn một lần thôi, ăn buổi trưa chín rồi không có điểm tâm. Còn nếu một người không có trì hạnh đầu đà đó, thì có thể ăn 8 bữa, miễn sao là trước 12 giờ trưa, tức là từ lúc buổi sáng sớm thấy được cái chỉ tay á, thấy được cái lá lá cây là xanh hay là màu vàng, lá khô lá tươi á, cho nên lúc đứng thọ đó thì ăn 8 bữa cũng được, miễn sao trong thời gian đó thôi. Đó là cái việc thì không có thọ cái đầu đà. Còn cái vị mà có đầu đà đó là họ chỉ có ăn đúng một buổi thôi, đó là cái ăn. Rồi thứ hai nữa đó là có người mời thỉnh đó, thì tới nhà, còn không đó là phải ôm mình bán. Cái nguy cơ mà nhịn là bị đói là cực lớn, vì nó để ba cái thứ tào lao sao ăn hả, nó để toàn là gạo với là muối không là về là lấy gì ăn, là đói đói le lưỡi cũng phải chịu. À, rồi có bữa thì nó cho ăn đàng hoàng, cái bữa nó liền cho mớ gạo với một bịch muối rồi về nhìn khóc. À, nhưng mà đó là cái nhu cầu về ăn của tỳ kheo, có nghĩa là có mời thì ăn, còn không có thì ở bát đi sinh, mà ở bát đi sinh là chấp nhận cái nguy cơ là đói gian răng. Rồi mặt mặt cũng có hai, một có ai cho y áo đàng hoàng cho vải mới xịn về tự tay may cắt nhuộm, ok, còn mà không ai cho gì hết thì phải có khả năng kiếm lượm tìm vải dơ vải xấu vải tào lao về giặt nhuộm may mặc, vì thế phải có cái khả năng đó. Cái thứ ba là ở, có nghĩa là cũng có hai, một là có trú xá có mái che thì quá tuyệt, nhưng mà trong tình huống mà không có cái khỉ gì hết thì vị này phải có khả năng là màn trời chiếu đất, đúng là tỳ kheo cũng vị phải có khả năng ngay trong cái buổi thọ giới tỳ kheo, ngay trong cái buổi thọ giới tỳ kheo là vị bổn sư đã nói rồi, đã nói bốn điều nên tránh và bốn điều nên nhớ. Bốn điều nên tránh là bốn cái đại trong giới, còn bốn điều nên nhớ đó đó là không ai cho con ăn thì con phải có gan đi ăn mày,
Thứ hai, không cho ai cho con y áo đàng hoàng, con phải có khả năng đi lượm vải dơ về con may con nhuộm con mặc. Thứ ba là ai cho con chỗ ở có mái che đàng hoàng thì ok, không ai cho con là con phải có khả năng màn trời chiếu đất, đấy, gốc cây hang động. Đấy. Rồi cái thứ tư, con bị bệnh ai lo thuốc men cho con được thì tốt, còn không nữa thì con phải huy động cái nguồn thuốc của vũ trụ, trong đó gồm có những thứ mà khó gặm nhất như là nước tiểu trâu bò heo dịch gì cũng phải ráng con nuốt nha. Tức là cái nước tiểu bò Ấn Độ đó là cái nước, đó là cái nước tận cùng cái đồ gọi là đồ phế phẩm, đồ bài tiết của súc vật là mình đã ớn rồi, súc vật là mình đã ớn rồi, bên này cái đồ bài tiết của súc vật mà mình cũng ráng mình trợn trợn mình nuốt luôn này, thì đó được gọi là trì túc. Và cái điều nữa, tỷ kheo hiểu được cái ý nghĩa, cái tác dụng của những thứ vật chất mà mình dùng thì được gọi là trì túc, phải không? Ăn không cầu ngon, chỉ cầu no, cầu có sức khỏe để mà tu tiếp. Mặt không cần đẹp, không cần sang, chỉ cần có cái che thân, mũi mỏng rắn rít nóng lạnh. Ở không cần sang, không cần tiện, mà chỉ cần có chỗ náo thân. Thuốc men không cần cái loại nào thế gian mà nó ưa chuộng, mà mình chỉ cần cái thuốc mà nó chữa bệnh cho mình thôi nha. Thuốc nhiễu cũng được, nước tiểu của trâu bò cũng uống được này, đó gọi là trì túc. Được cái thứ tiếp theo đó là không tỉnh giác, có nghĩa là tỷ kheo không có cái khả năng, không có khả năng sống tỉnh thức, không có khả năng sống tỉnh thức trong cái sinh hoạt thường nhật. Cái này nó quan trọng lắm, nó rất là quan trọng. Tôi nói là một lần nữa nha, các vị có nghe ai kêu gọi các vị sống chánh niệm, cái người đó là ai không quan trọng. Nếu hôm nay quý vị còn ngồi nghe chúng tôi nói, tôi xác định một lần nữa, cái người đó là ai không quan trọng. Cái quan trọng đó là quý vị phải thực tập để thấy chánh niệm nó quan trọng cỡ nào. Chánh niệm là con đường duy nhất để ta sống an lạc, an toàn ngay từ bây giờ và an tâm khi cận tử lâm chung. Đó, nhớ nha. Chánh niệm là con đường duy nhất để ta an toàn, an lạc ngay từ bây giờ. Đó là hai an đó, an toàn và an lạc ngay từ bây giờ, và cuối cùng là được an tâm khi mà vào cái giờ cận tử lâm chung. Nhớ, mà nhớ điều kiện phải lâu à, phải 3 năm, 5 năm, 10 năm, chứ còn tự nhiên đó là lại sống như, là lơ đễnh như con thú, là đùng một phát cái gấp gáp gáp là niệm nào mà nổi nha. Phải 5 năm, 10 năm, phải có chiều dày. Cậu có gì hỏi tôi bao nhiêu mới gọi là lâu thì tôi trời biết. Thứ nhất, quý vị còn lại bao nhiêu thời gian, hai là cái căn cơ cái gì đâu có giống ai giống ai. Có người chỉ cần 1 năm mà chuyên tu chánh niệm lòng như thánh nhân đấy, còn có người tu 10 năm mà cứ ăn là chờ xả thiền đi khoe, cái thứ đó nó tu 1 triệu kiếp nó cũng không có tới đâu, mà cái thứ đó hơi bị nhiều nha. Nó ngồi mà nó cứ chờ mà hết giờ nó đã đi khoe, nó khoe đó lúc này nó ngồi được 3 tiếng, nó ngồi được 2 tiếng, nó khoe nó được thiền sư khen, nó khoe là nó đã dự hôm nay được 4 khóa 8 khóa, nó khoe là nó qua đây nó ở được mấy năm, cái thứ đó làm được. Cái thứ thiệt đó là người ta không có gì để khoe, và người ta cũng không có muốn khoe, không muốn khoe, và họ cũng không thấy cái gì để khoe, mặc dù họ có rất nhiều cái để khoe. Đây là 3 câu, họ không muốn khoe vì họ không thấy gì để khoe, đó, mặc dù họ có rất nhiều cái để khoe. Còn người khác, những người ngược lại thì sao? Lòng luôn muốn khoe nên luôn luôn thấy có đủ thứ để khoe. Và mặc dù họ chẳng có cái cốc gì để khoe. 3 cái này rất là quan trọng. Mà khi anh có lòng anh khoe thì nó hết hay, nó hết đẹp, cho nên chỉ có sống chánh niệm anh mới được an lạc và an toàn ngay từ bây giờ, và anh sẽ được an tâm vào giờ cận tử nha. Chánh niệm nó quan trọng, cái tỉnh giác nó rất là quan trọng. Tức là trong mọi sinh hoạt làm gì biết nấy, nghe rất là thường, thường lắm. Nó thường cũng giống như mình nghe nói là hạn chế thịt đỏ, ăn nhiều rau cỏ, thường xuyên tập thể dục, giữ đầu óc thông thoáng lành mạnh thì tự nhiên nó khỏe, mình nghe mình cũng tin. Ăn nhiều rau cỏ
rồi thường xuyên thể thao, hạn chế thịt đỏ, đầu óc lành mạnh trong sáng. Mình nghe nó rất là thường, mình ít ra mình nghe cái này mình mới tin nè, là sử dụng hồng sâm, đảng sâm, huyết yến, linh chi, bào ngư. Đấy, mình nghe cái đó mình thấy nó linh. Còn đằng này mình nghe ăn nhiều rau cỏ, hạn chế thịt đỏ. Đấy, thường xuyên vận động, rồi cái gì nữa, giữ đầu óc thông thoáng, lành mạnh. Tôi nói thật, tôi nghe bốn cái đó tôi chẳng thấy khỏe chỗ nào hết. Tôi nói thẳng luôn nha, tôi không thấy một cái chữ gì là khỏe. Hạn chế thịt đỏ khỏe chỗ nào, ăn nhiều rau cỏ khỏe chỗ nào, thường xuyên vận động chỉ có mùa hôi thì tôi không thấy nó khỏe. Và cuối cùng đầu óc lạc quan hướng thượng, tôi cũng không thấy cái chữ khỏe nằm trong đó. Nhưng anh cứ thử đi nha, anh thử 3 tháng đi nha. Còn ba cái tào lao của anh là ba cái thứ mà nó rốt rác, là thứ nhà giàu và trọc phú. Đa phần tôi biết, tôi nói là giá gia nó chém tôi, đa phần là trọc phú. Đấy, có nghĩa là túi tiền đi nhanh hơn cái đầu thì mới mê những cái thứ mà nó tào lao. Ví dụ như là mê ba cái yến, rồi ba cái sâm, ba cái nhung, ba cái thuốc đặt tiền. Thật ra đó tôi không phải nặng lời với họ, nhưng mà phải nói là rất là nguy hiểm ở chỗ là khi họ không tuân thủ những điều căn bản mà họ lại chạy theo những cái đó, tôi gọi là phù phiếm. Những cái đó nó có hỗ trợ tiếp đi, nhưng mà quan trọng bốn điều tôi vừa nói. Tôi nói lạc đề, tôi cố ý tôi lạc đề đó, để cho quý vị thấy cái chánh niệm đi chăng như vậy. Cái đời sống chánh niệm, mình nghe cái chữ chánh niệm nó chẳng có cái gì mà Phật pháp nó hết, nó không có cái gì mà gọi là trí tuệ, là giác ngộ, là sở đắc, là sở chứng, là giải thoát, là niết bàn. Mà nhất là rất nhiều người họ nghe cái mà làm gì biết đấy, kể cả trong nhà cầu đó, họ khó chịu lắm. Nó trời ơi, tu cái gì mà nó đơn giản quá sức vậy hả, quá đơn giản vậy ta, cái tu cái gì mà vô tới nhà cầu cũng tu được nữa hả. Họ nghe cái họ coi thường nha, nhưng mà phải nói họ u mê quá họ mới coi thường. Tại vì anh hãy nhớ rằng anh có ba lý do để anh thường xuyên chánh niệm. Một, anh không biết anh sẽ chết lúc nào. Hai, anh không biết rằng anh có thể bỏ lỡ cơ hội giác ngộ lúc nào. Ba, anh không biết rằng 3 phút nữa anh sẽ tạo cái nghiệp gì. Anh biết nếu anh thất niệm, nếu anh thất niệm thì anh không có thể nào mà sống an toàn an tâm. Bởi vì sao? Vì anh không biết anh sống được bao lâu, và anh không biết là mình sẽ bỏ lỡ cơ hội giác ngộ lúc nào. Và sẵn là trong rừng tôi nói luôn, nhiều người nghĩ rằng đời nay không có người ai đắc đạo. Sai, tôi đã nói rồi, người đắc đạo ngày xưa nhiều hơn bây giờ 1 tỷ lần, đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa ngày nay không có. Mà tại sao mình không biết? Thứ nhất, họ không có nhu cầu để cho người khác biết. Thứ hai, họ nói ra mình có tin hay không, mà trong khi cái đồ giả nó quá nhiều đi. Bây giờ có một vị nào đặc thiệt đó, họ nói thứ nhất có ai tin họ hay không, mà giả sử như có người tin thì bữa trước là có một ông thứ thiệt, ông nói là bữa sau nó có tới 800 cái người giả, nó cũng xin nữa là chết. Thánh nhân thấy thứ nhất là mình không thích khoe, thứ hai nó là khoe để được cái gì, thứ ba nó là khoe thì chỉ hại đạo thôi. Và cái thứ tư, nó thánh nhân người ta không có thời gian để người ta ngồi an lạc, thì làm sao mà có thời gian đâu mà để mình đi mà khoe nói mà an lạc, là họ đã không có thời gian rồi. Đây, cho nên phải tin nên là nếu tu đúng cộng với cái túc duyên đầy đủ, đúng và đủ nha, đúng có nghĩa là tu không có sai đó, thứ hai là đủ đủ cái túc duyên, thì cái chuyện mà đắc đạo tôi không nói dễ nha, tôi không hề nói cái nơi dễ nha, tôi không hề nói. Nhưng mà tôi có nói cái này mình cũng không nên mặc cảm tự ti rồi tuyệt vọng nha, bởi vì nghe nó thường lắm, chánh niệm rất là quan trọng. Bởi vì anh hứa tụi anh làm 2 chuyện thôi: một, anh phòng vô lý được rồi, giờ cái đầu anh đó là nó đất sét không thì anh chánh niệm anh thấy được cái gì, anh hiểu được cái gì, anh cứ học giáo lý cho tôi. Điều thứ hai là sống chánh niệm liên tục nha, phải sống chánh niệm liên tục chứ không có chánh niệm theo giờ. Có nghĩa là mình xả thiền ra xong là muốn làm gì làm, nó không có kể nha. Mà cái chuyện anh ngồi một ngày, anh ngồi nửa tiếng cũng được, 45 phút cũng được, thậm chí là 15 phút cũng được, nhưng mà dĩ nhiên cũng phải có nên ngồi ngồi chút. Nhưng mà cái căn bản là anh phải chánh niệm xuyên suốt cái thời gian mà anh còn thức, cái đó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Với đại sứ chánh niệm, anh được an lạc và an toàn ngay từ bây giờ.
và anh có thể được an tâm trong ngày anh đi và chết hết. Còn cái thứ tư hồi nãy giờ tôi không nói, đó là khi anh sắp chánh niệm là anh là suối nguồn an lạc cho vô lượng chúng sinh khác, anh biết không? Anh có hiểu nó không? Khi mà anh sống chánh niệm ý, anh là suối nguồn an lạc cho vô lượng chúng sinh khác. Anh sẽ không có nói cái gì mà làm khổ người, anh sẽ không có làm cái gì mà hại người, anh không nghĩ đến cái chuyện mà hại người. Anh có hiểu đó không? Anh có hiểu đó không? Có rất nhiều điều mà người thiếu phước không có chấp nhận được. Một, họ không có tin cái pháp môn chánh niệm nó ảo diệu như vậy, và thứ hai họ cũng không ngờ rằng bên cạnh cái ảo diệu với bản thân, với đương sự, nó còn ảo diệu với người khác. Không, cái chữ mà ân triêm lợi lạc, tôi không biết bà con xài chỗ nào, thì tôi phải nói rằng cái người mà tôi chánh niệm đúng là ân triêm lợi lạc cho mình và cho người, cái người mà tôi chánh niệm nha. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi chưa bao giờ mà tôi dạy dột tôi nhận tôi là hành giả, chưa bao giờ. Nhưng mà tôi phải nói rằng nếu có phải mở miệng ra nói với bà con thì cái điều đầu tiên tôi muốn nói là sống chánh niệm, kể cả bà con có gọi là sống đời cư sĩ, nhưng bà con có bận rộn lu bu cỡ nào đi nữa thì cái chuyện đầu tiên là sống chánh niệm. Rồi tiếp theo đó là nhiều dục. Thứ nhất là không biết đủ, thứ hai là không tỉnh giác, cái thứ ba là sống nhiều dục. Thì muốn hết dục đó là phải xả ta, phải hiểu dục. Nhiều dục là sao? Nhiều dục là nó cũng lặp lại cái thứ nhất, có nghĩa là thích nhiều. Chúng sanh đó, đời sống chúng sanh nó có hai cái khuynh hướng. Một là chối bỏ cái mình đang có, thường xuyên sống bất mãn. Không, thường cả cuộc đời họ lấy cái bất mãn, lấy cái chống đối làm chủ đạo. Cái loại chúng sanh thứ hai nó ăn rồi đó là chuyên môn đi kiếm tiền, buôn bắt cái này cái kia. Đây là hai hàng chúng sanh. Mà nói theo trong kinh tứ niệm xứ là hàng chúng sanh sống nặng về ưu, vững dạng hàng chúng sanh sống nặng về tham, tham và ưu. Thì cái hạng mà thường xuyên bất mãn thì thấy ghét thì, nhưng mà nó hoạt động. Cái bất mãn nó không có phải là cái nhân luân hồi. Nhưng mà cái người mà thường xuyên sống ở trong cái đam mê đeo đuổi, cái truy cầu cái này cái kia độc lắm. Và cái chỗ này rất là quan trọng, người học ít, tôi đang nói văn hóa đời đó, học ít thì họ có cái kiểu tham riêng, người mà học nhiều thì có cái kiểu tham mê riêng. Trong đạo cũng vậy, gọi là phiền não, gọi là cái gì đó, công lực cỡ nào thì phiền não cỡ đó. Cái thích nhiều đây là tùy, có người thì họ đam mê trong danh lợi tiền bạc tình cảm, có người họ đam mê trong cái chức quyền tiếng tăm uy tín, có người họ đam mê trong một cái chuyện mình nghe mình ngạc nhiên, đó là họ đam mê trong một cái hạnh hạnh lành mà họ sở hữu. Thí dụ như họ giỏi giáo lý, họ không có cần cầu danh hay không ai biết hết, nhưng họ rất sung sướng vì họ là người giỏi, họ sung sướng là vì giới luật không ai bằng họ. Họ sung sướng là vì họ có thể ngồi được 3 tiếng, 5 tiếng. Họ sung sướng là vì họ có khả năng tu tập chánh niệm rất tốt. Vân vân và vân vân. Mà theo đúng tinh thần nhà Phật mình thì cái người cấp thấp đó, thì họ sẽ thích những cái sơ đẳng, hạ tiện. Nhưng mà cái người bậc cao, bậc thượng thì họ lại thích cái khác. Nó cao cấp, nó sạch sẽ hơn, nó văn minh, nó văn hóa hơn. Nhưng mà thôi bây giờ đừng bàn nhiều, bây giờ nói chung chung. Ở một cái trình độ cấp thấp, chúng ta có cãi nại ra rất nhiều lý do để mà chúng ta thích cái này cái nọ, và tôi nói rất là nhiều lần chúng ta có là ai đi nữa chỉ cần nhớ ba điều này thôi: những gì ta thích không được là khổ, trong bao nhiêu điều ta muốn ta mắc tội bay mấy chục trăm. Thứ hai, tìm được nó là khổ, mai này nó mất đi cũng là khổ. Chỉ nhớ ba điều được thôi. Chúng ta nhớ tất cả những cái gì chúng ta muốn nó đều do ảo giác, do cái hoàn cảnh, do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý mà ngay bây giờ ta thích cái này thích cái kia. Nhưng mà suy cho cùng, rốt ráo nó đến đầu đến đũa thì tất cả những cái ta thích nó đơn giản là do cái trình độ văn hóa, khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp của mình đó, nó mới gọi là tác động. Mình thích cái đó là mình tưởng là mình sang, mình tưởng là mình hay, rồi mình chê mấy đứa khác là nhà quê, là cù lần, là củ chuối, là âm lịch. Nhưng mà xin
nói thiệt chưa biết đứa nào hơn đứa nào, chẳng qua là cái tiền nghiệp nó đẩy anh cho làm heo thì anh khoái ăn cám, làm chó là khoái ăn xương, mà làm cọp beo sư tử khoái thịt sống máu tươi. Tôi cũng chưa biết đứa nào nó sang đứa nào nha. Anh làm đàn bà thì khoái phấn son lụa là, tôi là đàn ông thì tôi khoái mô tô, tôi khoái chích hút, đó là cái việc như kịp thôi. Đó, nó đại khái như vậy. Rồi mình tưởng là đàn ông nó sẽ thích sang hơn đàn bà, rồi đàn bà nó sang hơn đàn ông, chưa biết đứa thích ăn cỏ, đứa thích ăn thịt, đứa sống trên bờ, đứa sống dưới nước thôi nha. Nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng. Cái điều quan trọng nhất đó là phải nhớ rằng một người mà có hiểu được vạn hữu là vô thường vô ngã, nay có mai mất, thì cái thái độ sống của mình chắc chắn phải thay đổi. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, khi mà ta không thể thay đổi được cái sự việc thì ta phải thay đổi cách nhìn nha. Cái chết là cái mình tránh không được, không có thể nào tránh được cái chết, không thể nào tránh được tuổi già, không thể nào tránh được cái bệnh hoạn hết. Nếu mà mình không tránh được thì ngay bây giờ mình phải chuẩn bị tâm lý để mai này mình đối diện với ba thứ đó nó tốt hơn. Trừ ra hôn mê, trừ ra lú lẫn thì tôi bỏ tay. Chứ còn nếu mà mình không phải hôn mê, không phải lú lẫn thì một cái chết mà trong tỉnh táo là tốt hơn. Các vị còn nhớ tôi nói hoài ba cái chết mà con nhớ không? Một là cái chết thanh thản của thánh nhân, cái chết của một người gọi là đã làm xong việc cần làm. Cái chết thứ hai là cái chết chán chường của một cái người biết chuyện, hoặc là của một cái người không còn cái điểm gì để mà luyến lưu cuộc đời này. Mặc dù tôi nghe nó là tiêu cực, cái chết và chết trong tâm trạng chán chường nghe nó tiêu cực, nhưng mà tôi thà tôi chết ở cái cách thứ hai. Cái chết thứ ba là cái mà tôi cực kỳ kinh sợ, sợ hơn là bản thân cái chết, sợ hơn là bản thân cái chết, đó là chết trong sợ hãi, chết trong tiếc nuối. Tôi không muốn, tôi không muốn là mình phải chết trong sợ hãi tiếc nuối. Một là sống mà chết kiểu thanh thản thánh nhân thì cái đó là tôi quỳ tôi lại rồi, nhưng mà nếu tệ mà không được đó thì cũng xin được chết trong cái sự chán chường. Thấy cái này nó cũ rồi, nó hôi hám, nó nặng nề, nó đau nhức, nó dơ bẩn rồi, thôi buông. Thì phải chết trong tâm trạng như vậy thì ok nha. Chứ còn mà thấy quải lắm. Còn ba cái bài học tôi nhớ tôi giảng nó xong rồi họ comment mà nói tùm lum, mà nói là khi đó an trụ vô cái vô quái ngại thì mình sẽ phải được kiếp trâu. Ở Việt Nam nó có một cái loại người lạ lắm, cái chính trị thì dốt như cái gì đó mà nói lưu loát, nói nghe đã lắm, mà bản thân họ đi tham nhũng banh xác. Còn cái giáo lý là khoái học cái là cái sáo ngữ đó. Cái sáo ngữ đó. Thích những cái từ mà cái giống như là vô quái ngại rồi, rồi cái gì vô sở đắc rồi, nào là cư trần bất nhiễm rồi, lâm đồng làm ơn học giáo lý cho nó 5, 10, 15 dùm cái nó căn bản dùm đi nha, đừng có nói cao siêu. Như bữa tôi nói trên đời với cái hai hạng người đáng thương và dễ thương, người xấu là người đáng thương, còn người thiện là người dễ thương, thì họ cũng phản ứng rồi, nói lần tu mà còn thương với không thương là chưa tới mức. Nói chung là tiếng Việt cũng không đủ để làm cái thằng chân châu Việt Nam, để làm sao đủ tiếng Việt để đi vào trong những hội chúng như thế này, khổ lắm. Ok, thì bây giờ nó cũng vừa đúng giờ rồi, thì hẹn lại bà con ngày mai nha. Chúc bà con một ngày vui. Tôi giảng tôi nhắm mắt bây giờ tôi mới mở mắt ra thì nó hay lắm, nó ngộ lắm, nó có cái đồng hồ sinh học nó canh đúng chốc thì nó mở mắt ra hay thiệt. Hẹn bà con lên ngày mai, chúc bà con một ngày vui.